Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 127. Diệp Chi Mệnh trầm giọng hỏi, làm sao đến nghịch, làm sao để phá, làm sao để diệt. Niệm niệm chớp mắt, ta không biết. Diệp Chi Mệnh. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, vậy muội biết những gì? Niệm niệm cười hì hì, ta chỉ biết từng đấy thôi. Diệp Huyên. Lúc này, Việt Tôn ở bên cạnh đột nhiên nói, không bằng để nàng giúp đỡ chúng ta. Diệp Huyên nhìn về phía Việt Tôn, nàng ta trầm giọng giải thích, hiểu biết của nàng với đạo kinh vượt xa chúng ta. Có nàng giúp đỡ, chúng ta có thể hiểu rõ những thứ trong đạo kinh hơn, sau đó ghi chép lại, khi đó, người có thể dùng chú thích đạo kinh chúng ta ghi lại truyền thụ cho cao thủ của vũ trụ ngũ duy, người thấy sao? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên là được rồi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Niệm Niệm, Niệm Niệm, muội giúp bọn họ xem đạo kinh này được không? Niệm Niệm gật đầu, được. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa đầu Niệm Niệm, trực giác cho hắn biết, có lẽ Niệm Niệm sắp phục hồi trí nhớ rồi. Mấy người Việt Tôn tiếp tục nghiên cứu đạo kinh, còn Diệp Huyên thì đi tới một trạch viện, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Thuấn sát nhất kiếm. Đây là chiêu kiếm từ Đồ Thính Vân dạy cho hắn lúc rời đi. Trước đây bận quá nên không tu luyện, bây giờ, hắn quyết định tu luyện kiếm kỹ này. Đúng như lời Bạch Đế Tử nói, nguy cơ thật sự đã được giải trừ rồi sao? Không. Có lẽ chỉ là mới bắt đầu thôi. Cho dù thế nào, việc cấp bách hắn cần làm bây giờ chính là nâng cao thực lực của mình. Có thực lực mạnh mẽ, mới có thể đối mặt với mọi thứ. Thuấn sát nhất kiếm. Nhất kiếm nhất sát. Sau khi hiểu được thuấn sát nhất kiếm này, nét mặt Diệp Huyên dần trở nên nặng nề, sức mạnh của kiếm kỹ này vượt xa khỏi sức tưởng tượng của hắn. Có thể nói đây là kiếm kỹ thích hợp nhất để hắn tu luyện vào lúc này. Nhất kiếm định sinh tử và nhất kiếm định hồn là kiếm kỹ cô gái váy trắng dạy cho hắn, nhưng sức mạnh của hai kiếm kỹ này nằm ở tu vi và cảnh giới kiếm đạo của hắn. Rất rõ ràng tu vi kiếm đạo và cảnh giới của hắn bây giờ không đủ để phát huy uy lực chân chính của hai kiếm kỹ này. Nhưng thuấn sát nhất kiếm này thì khác. Kiếm kỹ này vừa khéo hợp với việc tu luyện của hắn bây giờ. Diệp Huyên nhanh chóng bắt đầu tu luyện kiếm kỹ này. Huyền Thành, phủ thành chủ, một ông lão bước nhanh tới một thiên điện. Ông lão cung kinh thi lễ về phía thiên điện, thành chủ đã điều tra ra rồi. Giọng nói một cô gái vang lên từ trong điện, nói đi. Ông lão trầm giọng nói, tiền bối váy trắng ở Huyền Thành ta lúc trước chính là người hộ đạo đứng sau Diệp công tử của vũ trụ ngũ duy. Trong phòng, sau một hồi yên tĩnh, cô gái lại cất lời, chắc chứ? Ông lão trầm giọng đáp, vô cùng chắc chắn. Kẽo kẹt. Cửa đột nhiên mở, một cô gái bước ra. Ông lão vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nàng ta. Cô gái nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, người hộ đạo của hắn. Lúc này, ông lão lại nói, đạo lão nhị của đạo môn phái người đến Huyền Thành, nói hy vọng chúng ta sẽ cùng bọn họ đối phó với Diệp công tử. Sau khi thành công, bọn họ sẽ chia sẻ đạo kinh với chúng ta. Cô gái nhẹ giọng nói, chia sẻ đạo kinh, thật là một điều kiện hấp dẫn. Ông lão nói, thành chủ muốn đồng ý với đạo môn sao? Cô gái đi về phía xa, chuẩn bị một món quà long trọng. Ông tự mình đưa đi, hiểu ý ta chứ? Ông lão sửng sốt, sau đó hỏi, tặng cho đạo môn sao? Cô gái dừng bước, nàng ta quay đầu nhìn ông lão, ông có thể đỡ một kiếm của nữ nhân kia không? Ông lão? Cô gái lại hỏi, Huyền Thành ta có thể đỡ một kiếm của nữ nhân kia không? Ông lão? Cô gái chớp mắt, nếu không thể. Vậy ông còn hỏi vấn đề ngu xuẩn thế làm gì? Đương nhiên là tặng quà cho Diệp công tử rồi. Nhớ kỹ, đừng keo kiệt quá, tặng cả đan dược nữa, phải cho hắn cảm nhận được thiện ý to lớn của Huyền Thành chúng ta, hiểu không? Ông lão. Cô gái chậm rãi đi tới trước đầm nước, ông lão cung kính đứng sau lưng nàng ta. Từ đầu đến cuối, ông lão chưa từng ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô gái một lần nào. Là cung kính. Cũng là không dám. Cô gái mặc trường bào màu trắng, bên hông thắt duy băng màu tím, vóc dáng mảnh mai uyển chuyển. Nàng ta ngồi lên một bệ đá bên đầm nước,
nhìn đầm nước trước mặt, bên trong có một đàn cá nhỏ đang bơi qua. Cô gái nhìn đàn cá nhỏ kia, suy nghĩ bắt đầu bay xa. Cô gái váy trắng. Lúc này, trong đầu nàng ta đều là hình ảnh bộ váy trắng kia. Ngày đó, cô gái váy trắng tiến vào huyền thành, sau đó giết chết ba cao thủ siêu cấp của huyền thành ngay trước mặt nàng ta. Ngay cả một kiếm của cô gái kia mà ba cao thủ siêu cấp cũng không đỡ được. Sợ hãi. Cả đời này, nàng ta chưa từng biết sợ là gì. Nhưng ngày đó, lần đầu tiên nàng ta cảm thấy sợ hãi. Con đường võ đạo tối kỵ điều gì? Đương nhiên là tối kỵ sợ hãi. Nàng ta khiêu chiến cô gái váy trắng. Nhưng nàng ta cũng không thể đỡ được một kiếm của cô gái váy trắng. Sau khi người phụ nữ kia xuất kiếm, nàng ta đã không còn sợ hãi nữa, mà chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Vào khoảnh khắc đó, lần đầu tiên nàng ta cảm thấy mình yếu đến thế. Nhưng cô gái váy trắng cũng không giết nàng ta. Cô gái mở lòng bàn tay ra, trong tay nàng ta là một bức tranh. Người trên bức tranh chính là Diệp Huyên. Đây là thứ cô gái váy trắng để lại cho nàng ta. Cô gái nhìn bức tranh, nhẹ giọng hỏi, người trong tranh ở vũ trụ ngũ duy sao? Ông lão gật đầu, đúng thế. Nói xong, ông ta hơi chần chừ một lát rồi mới nói tiếp, theo điều tra của ta, Diệp công tử này đã gom đủ 9 quyển đạo kinh rồi. Đạo kinh. Cô gái mỉm cười, gom đủ đạo kinh, thú vị đấy. Ông lão trầm giọng nói, chẳng những thế, Diệp công tử này còn trở thành chủ nhân đạo đình, là thanh chủ kia tự mình lựa chọn. Nghe vậy, cô gái nhíu mày. Ông lão nói, mục đích của thanh chủ kia thật sự không đơn giản. Cô gái nói, Ám Uyên là bị ai tiêu diệt? Ông lão trầm giọng nói, một cô gái áo bào trắng, người này đến Ám Uyên, dùng một quyền phá tan toàn bộ Ám Uyên, mà không thể điều tra được lai lịch và thân phận của người này. Cô gái nhìn ông lão, chúng ta cũng không điều tra được sao? Ông lão gật đầu, phải. Cô gái nhẹ giọng nói, như vậy có thể thấy, phía sau Diệp công tử này là một thế lực khổng lồ. Ông lão gật đầu, phải. Đặc biệt là huyết mạch của Diệp công tử, huyết mạch của hắn cực kỳ đặc biệt, nhưng cũng không thể điều tra được cội nguồn của nó. Cô gái im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói, đạo môn và nơi đó có động tĩnh gì không? Ông lão lắc đầu, không có động tĩnh gì cả, nhưng có lẽ bọn họ cũng đang điều tra Diệp Huyên. Nói đến đây, ông ta hơi do dự, sau đó nói tiếp, đạo môn và nơi đó sẽ bỏ qua sao? Cô gái lắc đầu, sẽ không. Ông lão nhíu mày, bọn họ vẫn dám nhằm vào Diệp công tử ư? Cô gái nhìn về phía đầm nước trước mặt, nhẹ giọng nói, sao lại không dám? Cô gái áo bào trắng và cô gái kiếm tu vẫn chưa đủ khiến bọn họ sợ hãi được, còn cô gái váy trắng, ta nghĩ, có lẽ bọn họ còn chưa biết thực lực chân chính của người này. Ông lão hơi do dự, sau đó nói, cần nhắc nhở đạo môn và nơi đó không? Cô gái nhìn ông lão, ông cảm thấy bọn họ sẽ tin chứ? Ông lão im lặng. Cô gái cười khẽ, đừng nói là bọn họ, chúng ta còn không tin cơ mà. Dứt lời, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nhẹ giọng nói, vì nàng đã mạnh đến mức vượt khỏi hiểu biết của chúng ta rồi. Ông lão nói, nếu chúng ta kết thân với Diệp công tử, e rằng đạo môn và nơi đó sẽ. Cô gái đứng dậy, đi về phía xa, có thể cung cấp cho Diệp công tử một chút trợ giúp và tin tức thích hợp. Chỉ cần không phái cao thủ đến vũ trụ ngũ duy giúp đỡ hắn, đạo môn và nơi đó cũng sẽ không nói gì. Ông lão gật đầu, ta hiểu rồi. Cô gái lại nói, ta không tiện đến vũ trụ ngũ duy, chuyện này cho ông toàn quyền phụ trách. Ông lão hành lễ, thành chủ yên tâm, lão nô nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Dứt lời, ông ta như nghĩ đến điều gì, lại nói, dường như có vài thế lực không thân thiện với Diệp công tử lắm. Cô gái nói, đó là chuyện của bọn họ. Dứt lời, nàng ta đi về phía xa, lúc đi nhớ mang quà theo. Đương nhiên nếu hắn cần giúp gì, ông cũng phải cố hết sức thỏa mãn hắn, dù sao bây giờ đạo môn và nơi đó vẫn chưa ra tay, giúp thế nào cũng được. Ông lão gật đầu, ta hiểu. Vũ trụ ngũ duy. Trong điện. Diệp Huyên đã tính tọa 3 ngày, 3 ngày này, hắn chưa từng bước khỏi cửa phòng một bước.
hắn đang nghiên cứu thuấn sát nhất kiếm kia. Vào lúc Diệp Huyên chuyên tâm tu luyện, trong tinh không của vũ trụ ngũ duy xuất hiện một vài hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Điều này khiến Bạch Đế Tử vô cùng lo lắng. Ông ta biết một vài thế lực thần bí dù là đạo đình cũng chưa từng nghe thấy xuất hiện rồi. Cũng giống như gia tộc Nam Việt kia vậy. Đạo kinh bản hoàn chỉnh, thật sự quá hấp dẫn. Không một thế lực nào không động lòng cả. Ngày càng có nhiều cao thủ thần bí đi tới vũ trụ ngũ duy, nhưng cũng may là không có ai dám làm bừa cả. Vũ trụ ngũ duy bây giờ vẫn khiến người ta rất kiêng dè. Dù sao bọn họ cũng vừa mới tiêu diệt Ám Uyên, còn được thế giới bà sa thần phục. Trước khi chưa biết rõ thân phận bối cảnh của Diệp Huyên, không ai dám tùy tiện ra tay cả. Trong kiếm điện, đám người Việt Tôn còn đang nghiên cứu đạo kinh, khác với trước kia, lần này sau khi có Niệm Niệm gia nhập, tiến độ của bọn họ nhanh hơn nhiều. Tổng cộng đã có 7 quyển đạo kinh được bọn họ chú thích cặn kẽ, chẳng những thế, võ học đạo kinh và tâm pháp đạo kinh trong đó cũng được liệt kê đầy đủ, cho mọi người tu luyện. 2 quyển đạo kinh cuối cùng khá khó, dù là Niệm Niệm cũng phải suy nghĩ rất lâu vì một câu nói, dù sao bây giờ nàng ta cũng chưa hoàn toàn hồi phục trí nhớ. Còn Diệp Huyên vẫn đang bế quan tu luyện. 3 ngày sau, Diệp Huyên bất ngờ rời khỏi phòng mình, hắn biến thành một tia kiếm quang rồi biến mất. Diệp Huyên nhanh chóng đi tới một vùng tinh không nào đó, sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, hắn dừng lại, mở lòng bàn tay, kiếm Thiên Chu xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyên nhìn về phía xa, một khắc sau, không gian cách đó nghìn trượng bị nứt ra, kiếm quang xuất hiện. Thuấn sát nhất kiếm. Thấy cảnh này, Diệp Huyên nở nụ cười. Việc tu luyện thuấn sát nhất kiếm này không hề khó khăn, nhưng muốn tu luyện đến trình độ như Tư Đồ Thính Vân thì không đơn giản. Tốc độ. Thuấn sát nhất kiếm này chú trọng tốc độ và tấn công bất ngờ. Cái này thật sự rất thích hợp với hắn. Khoảng thời gian sau đó, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng tu luyện thuấn sát nhất kiếm, hắn muốn tăng tốc độ của nó đến mức cao nhất. Năm đó Tư Đồ Thính Vân có thể vượt 2 cấp giết người, mình cũng có thể. Hơn nữa, mình còn có đạo thể, lực lượng của Na Già Long tộc và đạo tắc không gian, còn có kiếm vực nữa. Có thể nói, hắn có ưu thế trời cho để tu luyện thuấn sát nhất kiếm này. Trong tinh không của vũ trụ ngũ duy, một ông lão áo đen đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện bên cạnh ông ta, người đàn ông trung niên nhìn ông lão áo đen, cười nói, thánh địa vô biên. Ông lão áo đen nhìn người đàn ông trung niên, đạo môn. Người đàn ông cười, phải. Ông lão áo đen thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn xuống bên dưới, không biết đang nghĩ gì. Người đàn ông trung niên cất lời, thanh chủ này đúng là tinh mắt. Một chiêu đổi chủ, khiến đạo đình cải tử hồi sinh. Nét mặt ông lão áo đen không chút cảm xúc, dẫy chết. Người đàn ông nhìn ông lão, hình như không đúng lắm. Các hạ, vũ trụ này sắp xuất hiện lại tín ngưỡng chi lực rồi. Ông lão áo đen im lặng. Người đàn ông trung niên lại nói, thanh chủ chẳng những đưa ấn đại đạo cho Diệp Huyên còn đưa cả vận mệnh thần linh chi ấn của mình cho hắn, các hạ, các ngươi có sợ không? Ông lão áo đen nhìn người đàn ông, đạo kinh quý báu của đạo môn ngươi cũng đã rơi vào tay người khác rồi, chẳng lẽ đạo môn không cảm thấy rất mất mặt sao? Nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên dần biến mất. Ông lão áo đen lại nói, Ám Uyên bị tiêu diệt. Tiên tổ đạo lão nhị của các ngươi còn không dám nói một lời, nếu ta là ngươi, ta thật sự rất mất mặt. Người đàn ông trung niên cười to, không phải lúc trước thánh địa vô biên còn hùng hồn nói thế gian ai dám sửa tín ngưỡng chi lực, các ngươi sẽ tiêu diệt người đó sao? Ông xem đi, Diệp Huyên bên dưới chẳng những tự sửa tín ngưỡng chi lực, còn muốn xây dựng lại trật tự, để người bảo vệ 3.000 đại đạo sửa tín ngưỡng chi lực, ông mau đi tiêu diệt hắn đi. Ông lão áo đen nhìn người đàn ông trung niên, trong mắt hiện lên sát khí. Người đàn ông trung niên cười, các hạ, chúng ta nhằm vào nhau cũng vô nghĩa thôi. Hay là bàn chuyện hợp tác đi. Ông lão áo đen lạnh nhạt hỏi, hợp tác cái gì? Người đàn ông đáp, hai thế lực chúng ta đều muốn Diệp Huyên chết, đúng không? Ông lão im lặng. Người đàn ông trung niên nói tiếp, nhưng trước mắt,
chúng ta muốn giết chết Diệp Huyên thì phải giải quyết thế lực thần bí đứng sau Diệp Huyên. Mà đạo môn ta hay thánh địa vô biên của ông cũng đều không biết gì về thế lực sau lưng hắn cả, đúng không? Ông lão áo đen không nói gì. Người đàn ông trung niên vẫn nói, Diệp Huyên đã lấy được đạo kinh, ta tin rằng không bao lâu nữa, hắn sẽ có thể hiểu rõ chín quyển đạo kinh kia, sau đó triệu hoán đại đạo chi linh. Một khi đại đạo chi linh xuất hiện, chúng ta muốn giết hắn, dù người đứng sau hắn không xuất hiện thì chuyện này vẫn sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa, thanh chủ giao đạo đình cho Diệp Huyên, một khi xây dựng được trật tự, những người bị các ông lưu đày có thể lấy được tín ngưỡng chi lực một lần nữa. Ánh mắt ông lão áo đen dần trở nên nặng nề. Người đàn ông trung niên nói, bây giờ, chúng ta không thể không thừa nhận, nếu đạo môn hay thánh địa vô biên một mình chống lại người sau lưng Diệp Huyên đều không chiếm được lợi thế. Nhưng nếu chúng ta liên thủ thì sao? Ông lão áo đen nhìn người đàn ông trung niên, người vẫn không hiểu rõ tình hình lắm, bây giờ chúng ta còn chưa biết sốt cuộc thế lực đứng sau hắn là thế lực gì. Mà một thế lực thần bí ngay cả các ngươi và chúng ta cũng không hiểu rõ, ngươi biết điều này có ý nghĩa thế nào không? Có nghĩa người đằng sau hắn có thể đến từ một nơi chúng ta cũng không biết. Người đàn ông trung niên cười nói hắn là con của vị diện cửu duy. Ông lão áo đen cười nhạt, ngươi cảm thấy buồn cười không? Người đàn ông trung niên nhíu mày, ông lão áo đen lại nói, sao ngươi chắc rằng hắn đang nói dối? Vì chúng ta chưa từng đến cửu duy, cho nên không có cửu duy, đúng không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dứt lời, ông ta ngẩng đầu nhìn lên tinh không xa xôi, nhẹ giọng nói, lỡ như hắn thật sự là con của vị điện cửu duy thì sao? Người đàn ông trung niên nhìn ông ta, thế nào, thánh địa vô biên ông muốn từ bỏ à? Ông lão áo đen nhìn người đàn ông, chúng ta chỉ không muốn xem thường hắn. Đương nhiên nếu thế lực đứng sau hắn quá mạnh, chúng ta cũng không thể không từ bỏ. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Người đàn ông trung niên đứng yên trong tinh không. Lúc này, một giọng nói vang lên từ sau lưng gã, bọn họ sẽ không để Diệp Huyên này sống tiếp đâu. Người đàn ông trung niên xoay người, khi nhìn thấy người tới, gã vội vàng cung kính hành lễ, viện thủ. Đạo môn chia thành võ viện và văn viện. Người trước mắt chính là viện thủ của văn viện Văn Thiên Ngữ. Văn Thiên Ngữ gật nhẹ đầu, không cần đa lễ. Người đàn ông trung niên hơi do dự, sau đó nói, văn viện thủ, thánh địa vô biên này. Văn Thiên Ngữ cười nói, thánh địa vô biên tu luyện tín ngưỡng chi lực là căn cơ của bọn họ, mà đạo đình này cũng tu luyện tín ngưỡng chi lực, giữa bọn họ và đạo đình có mâu thuẫn không thể hòa giải. Người đàn ông trung niên thắc mắc, tại sao? Văn Thiên Ngữ cười khẽ, tín ngưỡng chi lực của đạo đình là thành lập trật tự cho chúng sinh, giúp thiên hạ thái bình, khiến thế gian trở nên tốt đẹp hơn. Trước đây sở dĩ đạo đình mạnh như thế là vì tín ngưỡng chi lực của bọn họ vô cùng thuần khiết, hơn nữa người trên thế gian cũng tự nguyện tín ngưỡng. Nhưng thánh địa vô biên này thì khác, tín ngưỡng chi lực của bọn họ đều dựa vào tẩy não và nô dịch, thánh địa vô biên có mấy trăm nước. Mỗi một nước đều là nô lệ của bọn họ, tín ngưỡng của bọn họ đều là tẩy não và dụ dỗ. Nói xong, ông ta lắc đầu cười khẽ, thánh địa vô biên đang sợ. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, lúc trước tại sao đạo đình lại thua? Văn Thiên Ngữ giải thích, vì đạo đình đụng chạm vào lợi ích của một vài người. Người đàn ông trung niên hỏi, ai? Văn Thiên Ngữ đáp, chúng ta. Người đàn ông sửng sốt. Văn Thiên Ngữ nhìn xuống bên dưới, nhẹ giọng nói, bọn họ thành lập trật tự từ 3.000 đại đạo, mà thứ quan trọng nhất của 3.000 đại đạo là đạo kinh và đại đạo chi linh, bọn họ muốn thức tỉnh đại đạo chi linh, đạo môn ta sẽ không cho bọn họ cơ hội đó. Người đàn ông trung niên hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Có một vài bí mật, tốt nhất là không nên biết. Văn Thiên Ngữ nhẹ giọng nói, không phải chúng ta muốn đối địch với Diệp Huyên. Mà là sự quật khởi của hắn sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến lợi ích của chúng ta, thậm chí là lật đổ chúng ta. Cho nên, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, thế lực đứng sau Diệp Huyên này. Văn Thiên Ngữ nhìn xuống bên dưới, nhẹ giọng nói, nếu chỉ là hai nữ nhân kia thì vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm, e rằng sau lưng hắn còn có người mạnh hơn hai nữ nhân kia,
Dù khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Hy vọng là không có. Nếu không... Nói đến đây, ông ta không nói tiếp nữa. Trong một vùng tinh không khác, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thiên Chu bay vào tay hắn. Lúc này, hắn đã tu luyện Thuấn Sát Nhất Kiếm của mình đến cấp độ cao nhất. Dù bây giờ hắn chỉ là ngự đạo cảnh, nhưng hắn tự tin mình có thể chém chết cao thủ quy nhất cảnh, đương nhiên là dưới tình huống đánh bất ngờ, mà bản chất Thuấn Sát Nhất Kiếm vốn là để tấn công bất ngờ. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, trong tay hắn là một chiếc nhẫn chứa đồ. Đây là thứ Thanh Nhi áo choàng trắng cho hắn lúc rời đi. Bên trong không phải bảo vật gì, mà là một tấm bản đồ. Một tấm bản đồ không biết là ở đâu. Diệp Huyên nhìn tấm bản đồ một lúc, sau đó nhẹ giọng nói, xem ra phải tìm thời gian đi một chuyến thôi. Nếu là Thanh Nhi để lại cho hắn thì nó chắc chắn rất có lợi với hắn. Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cất bản đồ, nhìn về phía Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử trầm giọng nói, người của Huyền Thành đến. Huyền Thành. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đó là thế lực thế nào? Bạch Đế Tử lắc đầu, không biết, nhưng ta cũng đang điều tra, trước mắt chỉ biết là không chỉ có Huyền Thành mà một vài gia tộc thần bí cũng đã tới vũ trụ ngũ duy của chúng ta, có vài người đã xuất hiện, cũng có vài người vẫn ẩn mình trong bóng tối. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đều là đến vì đạo kinh. Bạch Đế Tử gật đầu, ta đã tự ý quyết định một chuyện. Diệp Huyên cười hỏi, chuyện gì? Bạch Đế Tử nói, ta đã bảo tất cả cao thủ quy đạo viện của thế giới Bà Sa, Huyền Cơ Tông, Tiêu Tộc và Huyền Ngoa Tông đến vũ trụ ngũ duy. Trước mắt, chúng ta có 46 cao thủ quy nhất cảnh, 760 cao thủ thành đạo cảnh, mấy nghìn cao thủ ngự đạo cảnh. Diệp Huyên hỏi, đều đã đến rồi sao? Bạch Đế Tử gật đầu, gần như đã đến cả rồi, dù sao nơi này cũng có đạo kinh bản hoàn chỉnh, ai không muốn đến chứ? Nói đến đây, ông ta như nhớ đến điều gì, bèn nói tiếp, có một chuyện ta muốn nói với cậu. Diệp Huyên cất lời, nói đi. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, mấy người thanh chủ của đạo đình đột nhiên biết mất không phải vì bọn họ chủ động biến mất, mà là đạo đình ta gặp phải kẻ thù mạnh. Có điều đạo đình ta không có ghi chép gì về những chuyện này cả, dù là ta cũng không biết nhiều lắm. Mà bây giờ chúng ta phải xây dựng lại trật tự, ta lo. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ông sợ thế lực khiến cao thủ đạo đình biến mất lúc trước sẽ không tha cho chúng ta đúng không? Bạch Đế Tử gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên im lặng. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, ta cảm thấy cậu có thể đi gặp một vài thế lực trong bóng tối. Nếu kết thân được với bọn họ vẫn sẽ có lợi cho chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Bạch Đế Tử đang định nói tiếp thì không gian trước mặt ông ta đột nhiên rung lên. Bạch Đế Tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, Quan Âm cô nương nói, người của Huyền Thành đang đợi cậu. Huyền Thành. Diệp Huyên cười, đi, đi gặp bọn họ một chút. Bạch Đế Tử gật đầu. Hai người rời đi. Đạo Thành, Kiếm Điện. Diệp Huyên vừa bước vào đại điện, một ông lão lập tức đứng dậy, ông lão chắp tay với Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, tại hạ Triệu Ngôn, là một quản gia của thành chủ Huyền Thành. Quản gia. Diệp Huyên nhìn Triệu Ngôn, thực lực của Triệu Ngôn này ít nhất là quy nhất cảnh đỉnh cao. Cao thủ như thế mà chỉ là một quản gia. Diệp Huyên cười, Triệu tiền bối, mời ngồi. Triệu Ngôn cũng cười, Diệp công tử ngồi trước đi. Diệp Huyên lại cười, tiền bối ngồi trước đi. Triệu Ngôn vội lắc đầu, Diệp công tử ngồi trước đi. Diệp Huyên chớp mắt, cười nói, tiền bối, vậy chúng ta ngồi tự nhiên đi. Ông thấy sao? Triệu Ngôn cười nói, rất đúng ý ta. Hai người ngồi xuống. Diệp Huyên nhìn về phía Triệu Ngôn, lần này tiền bối đến vũ trụ ngũ duy ta là vì đạo kinh sao? Triệu Ngôn lắc đầu, không không. Lần này chúng ta đến vũ trụ ngũ duy chỉ là muốn làm quen Diệp công tử thôi. Diệp Huyên nhìn Triệu Ngôn, không đến vì đạo kinh. Triệu Ngôn cười nói, thật sự không phải đến vì đạo kinh. Không dám giấu giếm, thành chủ Huyền Thành ta vốn định tự đến đây làm quen với Diệp công tử, nhưng thời điểm bây giờ khá đặc biệt, nếu nàng đến vũ trụ ngũ duy có thể sẽ bất lợi với Diệp công tử,
cho nên nàng bảo ta đến gặp Diệp công tử. Nói đơn giản là Huyền Thành ta muốn làm bạn với Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ông nói như vậy khiến ta thấy hơi mơ hồ. Có thể thẳng thắn hơn một chút không? Triệu Ngôn hơi do dự, sau đó nói, Diệp công tử, ta đã rất thẳng thắn rồi. Diệp Huyên nhìn Triệu Ngôn, Huyền Thành muốn làm bạn với ta ư? Triệu Ngôn gật đầu. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Thanh Nhi từng tới chỗ các người sao? Thanh Nhi? Triệu Ngôn sửng sốt, là ai? Diệp Huyên đáp, cô gái váy trắng. Nghe vậy, Triệu Ngôn lập tức đứng lên, ông ta hơi do dự, sau đó nói, thì ra là vị tiền bối kia. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Triệu Ngôn cười khổ, Diệp công tử đoán không sai, vị tiền bối kia thật sự từng đến Huyền Thành chúng ta. Diệp Huyên im lặng. Hắn không ngờ mình thật sự đoán đúng. Đúng là Thanh Nhi từng đến Huyền Thành. Không nói cũng biết, những người này đến vũ trụ ngũ duy kết bạn với mình chắc chắn là vì Thanh Nhi. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Triệu Ngôn, tiền bối, có phải Thanh Nhi và các người xảy ra chuyện không vui gì không? Triệu Ngôn vội vàng nói, lúc trước đúng là có chút, nhưng đó chỉ là một hiểu lầm, chúng ta đã giải quyết xong rồi. Diệp Huyên. Triệu Ngôn lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra, đặt xuống trước mặt Diệp Huyên, Diệp công tử, đây là chút tấm lòng của Huyền Thành, xin Diệp công tử nhận cho. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn chứa đồ, nét mặt thay đổi. Bên trong nhẫn chứa đồ có khoảng 50 triệu tạo hóa thần tinh. Chẳng những thế, trong đó còn có cả đan dược, không nhìn cũng biết những đan dược này cực kỳ quý giá. Diệp Huyên không nhận lấy nhẫn chứa đồ, hắn nhìn về phía Triệu Ngôn, tiền bối, vô công bất thụ lộc, món quà này, ta không thể nhận được. Triệu Ngôn ngây người, ông ta không ngờ Diệp Huyên lại từ chối. Ông ta lại nói, Diệp công tử, đây chỉ là chút tấm lòng thôi, Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, tiền bối. Đây không phải chỉ là chút tấm lòng, đây là một món quà rất lớn. Nếu Huyền Thành muốn kết bạn với Diệp Huyên ta, đương nhiên ta muốn còn không được, còn về món quà này, xin tiền bối giữ lại đi. Cũng thay ta chuyển lời với quý thành chủ là hôm nào đó Diệp Huyên ta sẽ đến nơi thăm hỏi. Sở dĩ Huyền Thành lấy lòng hắn như vậy là Thanh Nhi, hắn vẫn hiểu rất rõ điều này. Thanh Nhi giúp hắn, mang đến thiện duyên cho hắn, đương nhiên là hắn rất vui. Nhưng hắn sẽ không ý vào Thanh Nhi mà muốn làm gì thì làm. Triệu Ngôn còn muốn nói điều gì, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tinh Quân, đi lấy một phần bản sao đạo kinh và chú thích của mấy người chi mệnh đến giúp ta. Bạch Đế Tinh Quân nhìn Diệp Huyên, xoay người rời đi, chẳng mấy chốc, ông ta lại xuất hiện trong điện một lần nữa, trong tay ông ta là một quyển trục cổ. Diệp Huyên cầm lấy quyển trục đưa cho Triệu Ngân. Cười nói, đây là nội dung và chú thích của đạo kinh quyển 1-7, hôm nay xin tặng cho Huyền Thành. Xem như kết một phần thiện duyên. Triệu Ngân cười khổ, Diệp công tử, cậu không nhận quà của ta, còn tặng cho ta thứ quý giá như vậy, lão phu thật sự không dám nhận, ta. Diệp Huyên cười nói, mang về cho thành chủ của Huyền Thành, cứ nói với nàng là Diệp Huyên ta đã nhận được ý tốt của nàng rồi. Còn nữa, ta rất sẵn lòng làm bạn với Huyền Thành. Triệu Ngôn hơi do dự, sau đó nói, nhất định sẽ mang về. Diệp Huyên gật đầu. Sau khi Triệu mang quyển cổ trục kia rời đi, Bạch Đế Tử nhìn về phía Diệp Huyên, ta đột nhiên nhớ đến một chuyện. Diệp Huyên hơi tò mò, chuyện gì? Bạch Đế Tử nói, lúc trước ta từng phái người đi giết cô gái váy trắng. Dứt lời, ông ta đột nhiên tát mình một cái, ta thật sự quá ngu xuẩn. Diệp Huyên. Trong điện, Bạch Đế Tử khẽ thở dài, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Huyền Thành là một thế lực thế nào? Ông ta không biết. Nhưng một thế lực có thể tùy tiện lấy mấy chục triệu tạo hóa thần tinh ra để tặng người khác có thể là một thế lực nhỏ sao? Mà thế lực mạnh mẽ này lấy lòng vũ trụ ngũ duy là vì cô gái váy trắng, thậm chí có thể nói là hơi hạ thấp mình. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn cô gái váy trắng kia mạnh đến mức khiến Huyền Thành cũng cảm thấy tuyệt vọng. Mà trước đó ông ta còn phái người đi giết cô gái váy trắng. Nghĩ đến đây, ông ta lại không nhịn được muốn tát mình thêm mấy bạt tai nữa. Trước đây sao mình lại ngu xuẩn như thế chứ?
Diệp Huyên đột nhiên nói, việc cấp bách chúng ta cần làm bây giờ là tìm hiểu còn bao nhiêu thế lực mà chúng ta không biết nữa, chúng ta phải hiểu rõ lai lịch của những thế lực này. Bạch Đế Tử gật đầu, đúng thế. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên, sao cậu không hỏi Triệu Ngôn khi nãy? Diệp Huyên cười, ông ta sẽ còn quay lại. Nghe vậy, Bạch Đế Tử hơi sững sờ, sau đó, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thật cao tay. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó nói, ta đi xem thử bọn họ nghiên cứu đạo kinh thế nào rồi. Dứt lời, hắn rời khỏi đại điện. Huyền Thành. Triệu Ngôn cung kính đứng trong một vườn hoa nào đó, cách ông ta không xa có một cô gái đang đánh cờ, không có đối thủ, chỉ đánh một mình. Một lát sau, cô gái nhẹ giọng nói, hắn không nhận quà, hơn nữa còn cho ông nội dung của đạo kinh. Triệu Ngôn gật đầu, đúng thế. Cô gái cười khẽ thật thú vị. Triệu Ngôn hơi do dự, sau đó hỏi, hắn có ý gì vậy? Cô gái cười nói, có nghĩa là hắn không muốn cậy thế bắt nạt chúng ta. Nghe vậy, Triệu Ngôn lập tức hiểu ra. Nói thẳng ra bọn họ đi kết thân với Diệp Huyên là vì cô gái váy trắng, tặng quà cũng là vì cô gái váy trắng. Mà mọi hành động của Diệp Huyên đều đang cho bọn biết rằng Diệp Huyên hắn sẽ không ỷ thế hiếp người. Nghĩ đến đây, Triệu Ngôn không khỏi có thiện cảm với Diệp Huyên hơn nhiều. Cô gái đột nhiên buông con cờ trong tay xuống, nàng ta đứng dậy, cười nói, ông đi thêm chuyến nữa, không cần mang quà theo. Triệu Ngôn nhẹ giọng nói, cứ đi như thế sao? Cô gái gật đầu, thứ hắn cần nhất bây giờ không phải vật ngoại thân, mà là hiểu biết về các thế lực. Đưa tài liệu chi tiết của tất cả thế lực cho hắn đi. Triệu Ngôn hơi do dự, sau đó nói, đưa cả tài liệu của đạo môn và thánh địa vô biên sao. Cô gái cười, chúng ta không đưa, hắn cũng có thể nhanh chóng điều tra được. Triệu Ngôn gật đầu, ta hiểu rồi. Dứt lời, ông ta im lặng một lát, sau đó nói tiếp, người của chúng ta vẫn đang điều tra người đứng sau Diệp công tử, còn cần tiếp tục điều tra không? Cô gái lắc đầu, không cần nữa. Triệu Ngôn cung kính hành lễ, muốn lui xuống, lúc này, cô gái lại nói, bây giờ Diệp công tử là ngự đạo cảnh sao? Triệu Ngôn gật đầu, đúng thế, nhưng hắn có hơi thở hùng hậu, e rằng chiến lực đã vượt xa thành đạo cảnh bình thường rồi. Cô gái im lặng một lát, sau đó đột nhiên nói, tuy hắn có đạo kinh, nhưng e rằng sẽ hơi khó thành đạo. Triệu Ngôn vội nói, ta hiểu. Rõ ràng là thành chủ muốn giúp Diệp Huyên đạt tới thành đạo. Một lát sau, Triệu Ngôn lui xuống. Trong vườn hoa, cô gái chậm rãi nhắm mắt lại, cười khẽ, lần này, có lẽ là cơ hội tốt nhất để Huyền Thành ta quật khởi. Vì ngoài nàng ta, bây giờ bên ngoài vẫn chưa có ai biết được sức mạnh của cô gái váy trắng. Khi tất cả mọi người đều đang nghĩ phải hãm hại Diệp Huyên thế nào, Huyền Thành lại lặng lẽ giúp đỡ Diệp Huyên. Hơn nữa còn thành lập quan hệ hữu nghị, không cần lợi ích gì khác, sau này chỉ cần cô gái váy trắng tùy ý chỉ điểm một câu cũng đủ thay đổi số phận của cao thủ cấp bậc như nàng ta rồi. Vũ trụ ngũ duy. Trong kiếm điện, tất cả mọi người đang vây quanh Niệm Niệm, Niệm Niệm thì đang quan sát quyển đạo kinh thứ 8, cô bé đọc rất cẩn thận, hơn nữa còn liên tục suy ngẫm. Mà trong lúc cô bé suy ngẫm, mọi người đều không dám thở mạnh. Sợ làm phiền đến cô bé. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn Niệm Niệm đang suy tư ở phía xa, nhẹ giọng nói, nàng sắp hồi phục trí nhớ rồi sao? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ta cảm thấy nàng hơi khác trước kia. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn Niệm Niệm đang nghiêm túc, Niệm Niệm bây giờ thật sự hơi khác với lúc trước. Nhưng trực giác cho hắn biết, có lẽ Niệm Niệm không dễ dàng hồi phục trí nhớ như vậy. Nếu việc cô bé mất trí nhớ là do cô bé cố ý thì chắc chắn là có ý đồ riêng. Lúc này, Diệp Chi Mệnh lại nói, chúng ta đã ghi chép cặn kẽ võ học và tâm pháp đạo kinh từ quyển 1 đến quyển 7 rồi. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay ra, một quyển trục xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, đây là võ học đạo kinh và tâm pháp đạo kinh của quyển thứ 7. Diệp Huyên mở quyển trục ra, ba chữ to xuất hiện trong mắt hắn, phần thiên tuyệt. Diệp Huyên nhíu mày, phần thiên tuyệt. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đây là một trưởng pháp, uy lực hơn hẳn đạo quyền,
một chưởng thiêu trời. Nếu kết hợp với tâm pháp đạo kinh này, uy lực của nó thật sự có thể hủy thiên diệt địa, đặc biệt là lực lượng còn có thể có khả năng kiềm chế chí mạng với bản nguyên của thế giới nữa. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, trưởng pháp này vô cùng đặc biệt, chuyên dùng để hủy diệt thế giới, nếu ngươi có tu luyện thì phải sử dụng cẩn thận. Diệp Huyên mở quyển trục ra xem thử, một lát sau, nét mặt hắn dần trở nên nặng nề. Uy lực của phần thiên tuyệt này hơi vượt xa dự liệu của hắn. Đúng như lời Diệp Chi Mệnh nói, lực sát thương của võ học đạo kinh này thật sự quá đáng sợ. Nếu thi triển ở vũ trụ ngũ duy, có lẽ vũ trụ ngũ duy sẽ không thể chịu nổi. Vì võ học đạo kinh này chuyên dùng để khắc chế bản nguyên của thế giới, đánh ra một trường, bản nguyên của vũ trụ ngũ duy nhất định sẽ bị tiêu diệt. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên nhìn đám người niệm niệm ở phía xa, đã có võ học đạo kinh của quyển thứ 8 và quyển thứ 9 chưa? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, vẫn chưa, nhưng quyển thứ 8 đã có chút manh mối rồi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, e rằng võ học đạo kinh của quyển thứ 8 và quyển thứ 9 này sẽ càng đáng sợ hơn. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng thế. Dứt lời, nàng ta hơi do dự, sau đó nói, bà Sa Tông. Diệp Huyên cười, cô muốn nói bà Sa Tông đã biết mọi thứ của đạo kinh rồi đúng không? Diệp Chi Mệnh gật đầu. Diệp Huyên cười khẽ, người ta đưa quyển thứ 9 cho ta, ta cũng phải đưa cho bọn họ chút lợi ích. Nếu không thì chẳng ra làm sao cả. Diệp Chi Mệnh gật đầu, được. Còn một chuyện nữa, đó là những võ học và tâm pháp đạo kinh chúng ta ghi lại kia, có cần đưa cho cao thủ của vũ trụ ngũ duy tu luyện không? Diệp Huyên gật đầu, đưa chứ. Có điều không thể tùy tiện đưa được. Đặc biệt là võ học và tâm pháp đạo kinh này, những thứ này có thể biến thành một phần thưởng, để mọi người có một mục tiêu theo đuổi. Nếu lấy được quá dễ dàng, bọn họ sẽ không quý trọng. Diệp Chi Mệnh cười nói, người thật quá hào phóng. Diệp Huyên lắc đầu, đây vốn là điều ta từng đồng ý với bọn họ. Diệp Chi Mệnh gật đầu, được. Diệp Huyên nhìn mấy người niệm niệm ở phía xa, sau đó nói, ta đi tu luyện võ học đạo kinh này trước. Nơi này có chuyện gì lập tức gọi ta. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Cách đó không xa, Việt Tôn nhìn Diệp Huyên rời đi, im lặng không nói gì. Thật ra nàng ta hơi sợ. Sợ Diệp Huyên không cho bà Sa Tông nghiên cứu đạo kinh này. Dù sao võ học và tâm pháp bên trong những đạo kinh này cũng quá quý giá. Mà nàng ta không ngờ đến bây giờ Diệp Huyên vẫn không bảo bọn họ rời đi. Rất rõ ràng là Diệp Huyên thật sự muốn chia sẻ tất cả đạo kinh với bà Sa Tông. Nghĩ đến đây, Việt Tôn lắc đầu cười khẽ, lúc trước. Nàng ta cảm thấy đưa quyển đạo kinh cuối cùng cho Diệp Huyên mà không nhận lại gì thì không đáng lắm. Nhưng bây giờ xem ra thật sự quá lãi. Thế giới bà Sa chỉ đưa ra một quyển đạo kinh, nhưng lại lấy được tận 8 quyển. Lúc này, nàng ta chợt cảm thấy những thế lực trước kia của thế giới bà Sa và ám vực đều thật ngu xuẩn. Thật ra Diệp Huyên hoàn toàn không xem trọng đạo kinh cho lắm, muốn có đạo kinh thì có thể hợp tác với hắn. Tiếp xúc với Diệp Huyên. Nàng ta phát hiện thật ra Diệp Huyên là một người rất dễ nói chuyện. Người dễ nói chuyện như thế, tại sao vẫn có nhiều người tới gây chuyện với hắn chứ? Việt Tôn lắc đầu, thật khó hiểu. Trong tinh không nào đó, Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh, đây là một tinh vực tĩnh lặng, không có hơi thở sinh mệnh, rất hợp để tu luyện. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, quyển võ học đạo kinh thứ 7 xuất hiện trong tay hắn. Phần thiên tuyệt. Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn mở lòng bàn tay, một lực lượng thần bí nhanh chóng xuất hiện xung quanh hắn. Tâm pháp đạo kinh thứ 7. Mỗi một võ học đạo kinh nhất định phải kết hợp với tâm pháp mới có thể phát huy ra uy lực thật sự, cho nên hắn phải tu luyện tâm pháp của quyển thứ 7 trước. Tâm pháp dễ học, chẳng mấy chốc Diệp Huyên đã hiểu hết tâm pháp đạo kinh kia, sau đó, hắn bắt đầu tu luyện phần thiên tuyệt. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong tinh không xung quanh yên tĩnh như đã chết. Cứ thế ngồi thiền không biết bao lâu, Diệp Huyên đột nhiên mở tay phải, lòng bàn tay hắn tựa như nham thạch nóng chảy, mang một màu đỏ thẫm. Sau đó, những lực lượng mạnh mẽ xuất hiện ở xung quanh, khiến tinh không bắt đầu rung lên. Lúc này, Diệp Huyên từ từ đứng lên, hắn chau mày, tay phải không ngừng run rẩy. Lúc này,
hắn cảm thấy tay phải của mình giống như một ngọn núi lửa. Lực lượng kia quá kinh khủng. Không chỉ có thể, hắn cảm thấy tay phải của mình như sắp cháy lên. Nét mặt của Diệp Huyên trở nên hơi nặng nề. Hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp phần thiên tuyệt này rồi. Lúc đầu hắn cũng biết lực lượng của nó rất bá đạo, người bình thường không thể nào chịu đựng được, nhưng hắn là người có đạo thể. Hơn nữa còn là đạo thể từng được nâng cấp. Nhưng lúc này, hắn phát hiện như thế vẫn không đủ. Võ học của quyển đạo kinh thứ 7 này quá bá đạo. Nhất định phải trấn áp nó. Nếu không, lực lượng này sẽ khiến hắn biến thành kẻ tàn phế. Diệp Huyên bắt đầu sử dụng lực lượng của mình để trấn áp phần thiên tuyệt, nhưng hắn phát hiện không hề có tác dụng. Hơn nữa lực lượng kiếm đạo của hắn càng trấn áp, lực lượng cuồng bạo kia sẽ càng mạnh. Tay phải của Diệp Huyên bắt đầu nứt ra. Thấy thế, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn không nghĩ nhiều nữa mà vội vàng điều động huyết mạch chi lực của mình, huyết dịch cả người hắn bắt đầu hội tụ về tay phải, ngay sau đó. Một lực lượng bá đạo trong tay phải lập tức yên tĩnh lại. Trở nên ngoan ngoãn. Diệp Huyên sững sờ đứng trong tinh không. Hắn thật sự không ngờ huyết mạch chi lực của mình có thể trấn áp lực lượng cuồng bạo này. Xem ra huyết mạch của mình vẫn có rất nhiều tác dụng. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, tiếp tục tu luyện phần thiên tuyệt. Nếu có thể dùng huyết mạch trấn áp cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể khống chế lực lượng của phần thiên tuyệt, như thế việc tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thánh địa vô biên. Thánh địa vô biên nằm ở tinh vực vô biên. Tinh vực này khá đặc biệt, vì nơi này không giống nơi khác, nơi này tu luyện tín ngưỡng chi lực. Thánh địa vô biên có mấy trăm đế quốc siêu cấp, mà mấy trăm đế quốc này đều là nước phụ thuộc vào thánh địa. Tín ngưỡng thánh địa. Khác với đạo đình là sự tín ngưỡng của nơi này đều dựa vào nô dịch, bắt đầu từ khi sinh ra, mọi người đã bị được dạy dỗ là phải tín ngưỡng thánh địa, xông pha khói lửa vì thánh địa. Ở nơi này, thánh địa chính là thần. Thần không thể xâm phạm. Hôm nay, một người đàn ông đi tới tinh vực vô biên. Người này chính là viện thủ văn viện của đạo môn Văn Thiên Ngữ. Văn Thiên Ngữ vừa bước vào tinh vực vô biên, một tia sáng vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, ánh sáng vàng tản đi, một ông lão mặc trường bào màu vàng xuất hiện. Văn Thiên Ngữ cười nói, Bỉ Tu Đại Sư, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Bỉ Tu Đại Sư thi lễ. Văn viện thủ, nhiều năm không gặp, ông lại mạnh hơn năm đó rồi. Văn Thiên Ngữ lắc đầu cười khẽ, đại sư cứ đùa. Bỉ Tu đại sư nhìn Văn Thiên Ngữ, ông đến vì Diệp Huyên của vũ trụ ngũ duy sao? Văn Thiên Ngữ gật đầu. Bỉ Tu đại sư lắc đầu, chuyện này ông không thể quyết định được đâu. Văn Thiên Ngữ cười, ta đại diện cho đạo môn. Bỉ Tu đại sư nhìn ông ta, đạo môn có 4 vị thánh. Ông đại diện cho cả 4 sao. Văn Thiên Ngữ im lặng. Bỉ Tu đại sư cười nói, xem ra văn viện thủ chỉ đại diện cho địa môn của đạo môn thôi. Đạo môn có 4 vị thánh, mà 4 vị thánh này đều có truyền thừa đạo thống của mình, lần lượt là thiên môn, địa môn, huyền môn, nhân môn. Trong đó, đạo lão nhị chính là sư tổ của địa môn. Văn Thiên Ngữ cười nói, dù ta chỉ đại diện cho địa môn, nhưng chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Bỉ Tu đại sư lắc đầu, văn viện thủ, cô gái áo bào trắng kia tiêu diệt ám nguyên chỉ với một quyền, cao thủ quy nhất cảnh chẳng khác nào con kiến trước mặt nàng ta cả, hơn nữa, rốt cuộc nàng ta mạnh đến mức nào, bây giờ chúng ta cũng không thể biết được, ông thấy đã đủ chưa? Văn Thiên Ngữ lắc đầu cười khẽ, nếu đã thế thì thánh địa cứ đợi đi. Đợi Diệp công tử này quật khởi. Dứt lời. Ông ta xoay người rời đi, đi được 2 bước, ông ta đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía Bỉ Tu đại sư thật sự nên đến vũ trụ ngũ duy xem thử tín ngưỡng chi lực của nơi đó, ta tin chắc chắn đại sư sẽ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Còn nữa, Diệp Huyên là người thanh chủ tự mình chọn, sau này chắc chắn sẽ giúp đỡ cho thanh chủ kia, khi đó, thánh địa nên giải quyết thế nào đây? Đầu hàng sao? Ha ha! Nói xong, ông ta thật sự rời đi. Bỉ Tu đại sư đứng im tại chỗ. Lúc này, một giọng nói vang lên từ trên đầu Văn Thiên Ngữ, đạo lão nhị đâu?
Nghe vậy, sắc mặt Bỉ Tu đại sư lập tức thay đổi, lão ta vội cung kính hành lễ. Vì người nói chuyện chính là thánh chủ của thánh địa. Văn Thiên Ngữ cũng hành lễ, ông ta không dám bất kính với vị thánh chủ thần bí này. Văn Thiên Ngữ đang định đáp lợi, lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời sau lưng ông ta. Đạo Lão Nhị. Sau khi Đạo Lão Nhị xuất hiện, một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng cũng xuất hiện trên đầu Bỉ Tu đại sư. Thánh chủ. Hai người đều xuất hiện rồi. Thánh chủ nhìn Đạo Lão Nhị, người từng gặp cô gái kia. Đạo Lão Nhị gật đầu. Thánh chủ hỏi, cảnh giới gì? Đạo Lão Nhị lắc đầu, không biết. Thánh chủ khẽ nhíu mày, không biết. Đạo Lão Nhị gật đầu. Nét mặt thánh chủ rất bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Đạo Lão Nhị nhìn thánh chủ, giết hai người này phải trả giá rất đắt. Không giết thì còn trả giá đắt hơn. Thánh chủ lạnh nhạt hỏi, không giết thì sao? Đạo Lão Nhị cười nói, đầu tiên là đạo môn sẽ phải thiệt hại thế nào? Hắn đã lấy được 9 quyển đạo kinh, một khi hắn hiểu rõ 9 quyển đạo kinh kia, thực lực của hắn sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất, quan trọng nhất là rất có khả năng hắn sẽ triệu hoán đại đạo chi linh, trở thành người đứng đầu đạo môn ta. Nói đến đây, y lắc đầu cười khẽ, nếu hắn là người sư tôn chọn còn có thể chấp nhận được, nhưng hắn không phải, hơn nữa người đứng sau hắn ta đều tu luyện nghịch đạo, rất rõ ràng hắn và đạo môn hoàn toàn không phải người chung đường. Cho nên, chúng ta sẽ không để hắn đứng đầu đạo môn, càng sẽ không để hắn nắm giữ đại đạo chi linh. Thánh chủ nhìn về phía Đạo Lão Nhị, các ngươi, hai người hay ba người, hay là bốn người. Đạo Lão Nhị cười, ta và tứ sư đệ đã có nhận thức chung rồi. Còn tam sư muội, nàng quanh năm phiêu bạt ở bên ngoài, bây giờ còn không biết đang ở đâu. Đại sư huynh thì đã trở nên si dại vì đạo môn kia rồi, gần như không quan tâm đến chuyện gì nữa. Cho nên, đạo môn bây giờ do ta và tứ sư đệ quyết định. Thánh chủ nhẹ giọng nói ta nghe thử tổn thất của thánh địa xem. Đạo Lão Nhị đùa, thánh chủ, ông biết rồi còn cần hỏi làm gì? Thánh chủ nhìn Đạo Lão Nhị, ta muốn nghe. Đạo Lão Nhị nhìn thẳng vào thánh chủ, hắn sẽ lật đổ tín ngưỡng chi lực của thánh địa ông. Ta nói đúng không? Thánh chủ im lặng. Đạo Lão Nhị lại nói, hơn nữa hắn còn là người thanh chủ chọn, thánh chủ. Ông dám để thanh chủ này và những người bảo vệ đại đạo của nàng ta ra ngoài không? Ta nghĩ chắc chắn là ông không dám. Năm đó thanh chủ kia suýt chút lật đổ thánh địa vô biên của ông, mà bây giờ, lại có thêm một Diệp Huyên nữa. Thánh chủ nhẹ giọng nói, Đạo Lão Nhị, Diệp Huyên không thể so với thanh chủ năm đó được, đối phó với hai nữ nhân không nằm trong cảnh giới, chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt, mà quan trọng nhất là chúng ta cũng không biết sau lưng hắn còn có bao nhiêu người nữa. Đạo Lão Nhị nhẹ giọng nói, trước mắt chỉ biết là có cô gái áo bào trắng, Tư Đồ Thính Vân và Điện U Minh của vũ trụ Tứ Duy, còn có cô gái váy trắng là người hộ đạo của hắn nữa. Đây là những người từng ra mặt giúp đỡ hắn. Thánh chủ hỏi, trong những người này, ai dễ giết nhất? Đạo Lão Nhị im lặng một lát rồi nói, có lẽ là cô gái váy trắng kia. Thánh chủ hỏi, sao lại nghĩ thế? Đạo Lão Nhị đáp, ta từng điều tra về người này. Thực lực chân chính của nàng ta vẫn luôn là một điều bí ẩn, có điều Mộ Niệm Niệm từng là thiên đạo ngũ duy từng nói nàng và cô gái váy trắng ngang tài ngang sức, còn không chỉ nói như thế một lần. Thánh chủ khẽ nhíu mày, ngang tài ngang sức. Đạo Lão Nhị gật đầu, ngũ duy thiên đạo từng nói như thế rất nhiều lần, mà có lẽ cao thủ có cấp bậc như nàng ta sẽ không nói lung tung. Hơn nữa lần này vũ trụ ngũ duy và Diệp Huyên gặp nguy hiểm, cô gái váy trắng cũng không xuất hiện. Vì sao chứ? Có hai khả năng, thứ nhất là nàng ta không biết, nhưng khả năng này rất thấp. Khả năng thứ hai là thực lực của nàng ta cũng không đủ để giải quyết phiền phức của vũ trụ ngũ duy, cho nên nàng ta không dám đến. Từ đó suy đoán, trong những người đứng sau Diệp Huyên, cô gái váy trắng là dễ giết nhất. Thánh chủ im lặng. Đạo Lão Nhị nói tiếp, còn một chuyện nữa, trước kia Ám Huyên từng cho đạo tổ đạo đình đi tìm cô gái váy trắng. Dù đạo tổ đã chết, nhưng khi chết ông ta từng nói với người của Ám Uyên là cô gái váy trắng không hề mạnh như tưởng tượng. Nói cách khác là ông ta giao thủ với cô gái váy trắng nên mới chết. Nếu thật sự là thế thì đúng như ông ta nói, cô gái váy trắng cũng không mạnh lắm.
Thánh chủ nhìn về phía đạo lão nhị, người muốn ra tay với cô gái váy trắng trước à? Đạo lão nhị gật đầu, muốn đối phó với mấy nữ nhân này, cách tốt nhất chính là đánh bại từng người. Thánh chủ khẽ nhíu mày, đánh bại từng người. Đại lão nhị cười, nếu đạo môn ta kết hợp với thánh địa, không phải muốn giết một người trong đó sẽ đơn giản hơn nhiều sao? Thánh chủ nhẹ giọng nói, thế cũng được. Đạo lão nhị nói, vậy thì ra tay từ người yếu nhất trước, ta đã cho người đi điều tra cô gái váy trắng rồi, nếu điều tra được người này ở đâu, chúng ta sẽ giải quyết người này trước, sau đó sẽ đi giết cô gái áo bảo trắng và Tư Đồ Thính Vân. Thánh chủ nhìn đạo lão nhị, đừng xem thường Diệp Huyên, người này kỳ tài ngút trời, nắm giữ 9 quyển đạo kinh, nếu cho hắn có đủ thời gian. Đạo lão nhị gật đầu, yên tâm, ta sẽ không để hắn được thoải mái đâu. Nói xong, y nhìn về phía thánh chủ, cười nói, ông biết khuyết điểm lớn nhất của Diệp Huyên là gì không? Thánh chủ hỏi, là gì? Đạo lão nhị cười nói, là muội muội của hắn, Diệp Liên. Thánh chủ khẽ nhíu mày, muội muội của hắn. Đạo lão nhị gật đầu, ta từng phái người đến Thanh Thành điều tra, tình cảm của tên này và muội muội hắn vô cùng sâu đậm, có thể nói là vì Diệp Liên, cho dù muốn hắn chết hắn cũng sẽ không chút do dự. Thánh chủ híp mắt, người muốn ra tay với muội muội của hắn. Đạo lão nhị nói, trước đó ta có phái người đi tìm Diệp Liên, cô gái này từng xuất hiện ở tinh vực thiên nhân, người cùng ta đã đến tinh vực thiên nhân, không bao lâu nữa sẽ có thể tìm thấy nàng ta, nếu có thể bắt được người này, dù không thể bức tử Diệp Huyên cũng có thể ép hắn phải đưa ra tất cả đạo kinh. Thánh chủ nhìn đạo lão nhị, ta cảm thấy người vẫn nên điều tra thêm về muội muội của hắn. Trực giác cho ta biết e rằng muội muội của hắn cũng không phải một người đơn giản. Đạo lão nhị cười nói, đó là đương nhiên. Vì đề phòng biến cố, ta đã phái 5 cao thủ quy nhất cảnh đi rồi. Hơn nữa còn chào hỏi với si tộc của tinh vực thiên nhân, bọn họ sẵn lòng giúp đỡ, còn phái ra 6 cao thủ quy nhất cảnh nữa. Thánh chủ gật nhẹ đầu, vậy chắc sẽ không có sơ suất gì đâu. Một lát sau, đạo lão nhị rời đi. Sau khi đạo lão nhị rời đi, thánh chủ cũng rời đi, ông ta đi tới một ngọn núi, sâu trong ngọn núi có một căn nhà trúc nhỏ, trước nhà trúc có trồng một vườn hoa, hoa nào cũng có, rất đẹp. Mà trong vườn hoa có một cô gái đang cầm bình nước tưới hoa. Thánh chủ đi tới, ông ta cung kính hành lễ với cô gái, chủ nhân. Cô gái buông bình nước xuống, nàng ta nhẹ nhàng ngửi một đóa hoa xinh đẹp trước mặt. Sau đó cười nói, đạo môn đã bắt đầu ra tay rồi sao? Thánh chủ gật đầu, đạo lão nhị muốn giết cô gái váy trắng và Diệp Huyên trước. Cô gái dừng lại, nàng ta quay đầu nhìn về phía thánh chủ, chớp mắt, giết cô gái váy trắng trước. Thánh chủ gật đầu, đúng thế, y đoán cô gái váy trắng là người yếu nhất. Cô gái chợt lắc đầu bật cười. Thánh chủ hơi do dự, sau đó hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Cô gái nhẹ nhàng hái một đóa hoa, cười nói, người biết cô gái váy trắng là ai không? Thánh chủ lắc đầu, không biết. Cô gái ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nụ cười trên mặt dần biến mất, cô gái váy trắng tên là Thiên Mệnh, mấy trăm nghìn năm trước, nàng ta đã cầm kiếm diệt đạo, vô địch thế gian, còn muội muội của Diệp Huyên, linh hồn trong cơ thể nàng ta có lẽ là linh hồn của Thiên Tú, tộc trưởng của Hư Linh tộc mấy trăm nghìn năm trước, năm đó người này bị Thiên Mệnh chém chết. Nhưng lại được nam nhân kia nghịch thiên cải mệnh, dù bây giờ nàng ta không có thực lực như thời kỳ đỉnh cao, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đối phó được. Dứt lời, nàng ta đi về phía nhà trúc, cô gái áo bào trắng từng xuất hiện lúc trước tên là Đồ, quyền kiếm song tu, cũng là một trong những phân thân của Thiên Mệnh, dưới chủ nhân của ba thanh kiếm đứng đầu, nàng ta có thể đấu tay đôi với tất cả mọi người. Còn về Tư Đồ Thính Vân, ngoài nam nhân kia, nhà đầu này là người có tốc độ trưởng thành nhanh nhất, dưới chủ nhân của ba thanh kiếm cũng có rất ít người có thể chống lại nàng ta. Cả nữ nhân ở U Minh kia cũng thế. Nói đến đây, nàng ta đã đi tới trước cửa trúc, nàng ta mở cửa trúc, cười khẽ, muốn giết Diệp Huyên, không thể nhằm vào người đứng sau hắn được, vì người đứng sau hắn người sau mạnh hơn người trước, mạnh đến mức khiến ông phải tuyệt vọng. Muốn giết hắn phải lợi dụng nguyên nhân tai ách trên người hắn mới được. Cho nên phải từ từ thôi. Diệp Huyên đứng im trong tinh không tĩnh lặng, hắn mở lòng bàn tay ra, lúc này, tay phải của hắn tựa như một miếng sắt nung đỏ, cực kỳ đáng sợ.
phần thiên tuyệt. Nhất trưởng phần thiên, một trưởng thiêu trời. Sau đó, người Diệp Huyên bắt đầu run rẩy, lực lượng mạnh mẽ kia khiến thân thể của hắn hơi khó chịu đựng. Không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt, sau đó đánh một trưởng về phía trước. Một trưởng đánh xuống, không gian trước mặt hắn bắt đầu lặng lẽ nứt ra với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lan tới chỗ cách đó trăm vạn trưởng. Gần như chỉ trong một giây, tinh không xung quanh Diệp Huyên đã hoàn toàn bị chôn vùi. Mà Diệp Huyên cũng như mệt lả người, suýt chút sụi lơ xuống đất. Vô lực. Lúc này, Diệp Huyên cảm thấy sức lực của mình như bị rút sạch, yếu ớt tựa như một ông già, chẳng những thế, sắc mặt hắn cũng trở nên tái nhợt. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong tinh không, khoảng nửa canh giờ sau, sắc mặt hắn dần dễ nhìn hơn, thân thể cũng từ từ hồi phục. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn đứng lên, lúc này, thân thể của hắn đã gần như hồi phục. Diệp Huyên nhìn tay phải của mình, cười khẽ, xoay người rời đi. Vừa về đến đạo thành, Bạch Đế Tử đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Bạch Đế Tử nhìn Diệp Huyên, Triệu Ngôn của Huyền Thành lại đến rồi. Diệp Huyên gật đầu, ta đi gặp ông ta. Dứt lời, hắn đi tới kiếm điện. Hắn vừa mới đến kiếm điện, Triệu Ngôn đã vội vàng đứng lên, ông ta chắp tay, Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, chẳng lẽ lần này tiền bối lại đến đây để tặng quà sao? Triệu Ngôn trầm giọng nói, Diệp công tử, theo chúng ta được biết, có lẽ đạo môn sẽ nhằm vào muội muội của Diệp công tử. Diệp Huyên ngạc nhiên, nhằm vào muội muội ta, Diệp Liên. Triệu Ngôn gật đầu, đúng thế, Diệp công tử. Muội muội Diệp Liên của cậu từng xuất hiện ở tinh vực thiên nhân, đó là địa bàn của Si tộc, mà đạo môn và Si tộc có quan hệ khá thân thiết, muội muội của cậu. Diệp Huyên đột nhiên ngắt lời Triệu Ngôn, ý tiền bối là đạo môn muốn ra tay với ta ư? Tại sao? Triệu Ngôn nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, chẳng lẽ cậu không biết huyên chủ đầu tiên của Ám Huyên chính là đạo lão nhị, một trong bốn vị thánh của đạo môn sao? Diệp Huyên trầm giọng đáp, ta thật sự không biết. Lúc này hắn mới phát hiện mình có hiểu biết quá ít với những thế lực bên ngoài này. Triệu Ngôn cười khổ, là do ta sơ suất rồi. Diệp công tử, Ám Huyên này là do đạo lão nhị sáng lập ra, mà đạo lão nhị này một trong bốn vị thánh của đạo môn, những đạo kinh trong tay Diệp công tử cũng xuất xứ từ đạo môn này. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Nói cách khác là bây giờ đạo môn đã bắt đầu nhằm vào ta rồi đúng không? Triệu Ngôn gật đầu, đúng thế. Diệp công tử, muội muội của cậu. Diệp Huyên cười nói, bọn họ thích đi tìm muội muội của ta thì cứ để bọn họ tìm. Triệu Ngôn ngạc nhiên, Diệp công tử, bọn họ đã phái mấy cao thủ quy nhất cảnh đi đấy, cậu. Diệp Huyên cười, không sao, cứ cho bọn họ đi. Tìm Diệp Liên. Lúc nghe thấy tin này, hắn không hề hoảng hốt một chút nào, thậm chí còn thấy buồn cười. Vị tiền bối trong người Diệp Huyên là tồn tại thế nào? Đó là một người không thể nào yếu hơn Thanh Nhi được. Đi tìm Liên Nhi như thế, chẳng phải là đi tìm đường chết ư? Triệu Ngôn nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử không lo lắng sao? Diệp Huyên cười, không lo lắng, cứ để bọn họ đi tìm, càng nhiều người càng tốt. Nét mặt Triệu Ngôn trở nên hơi kỳ lạ. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, Triệu tiền bối, ta muốn tìm hiểu về những thế lực ở bên ngoài, không biết tiền bối có thể giúp ta chuyện này không? Triệu Ngôn cười, đương nhiên là được. Như nghĩ đến điều gì, ông ta lại nói, Diệp công tử, không biết cậu có ý định đột phá thành đạo cảnh không? Diệp Huyên chớp mắt, các ông có thể giúp ta sao? Triệu Ngôn cười nói, thật không dám giấu giếm, lần này ta đến đây chính là vì chuyện này, nếu Diệp công tử muốn đột phá thành đạo cảnh, chúng ta có thể giúp Diệp công tử một tay. Diệp Huyên chắp tay, nghiêm túc nói, đa tạ, điểm yếu lớn nhất của hắn bây giờ chính là cảnh giới. Cảnh giới của hắn bây giờ thật sự hơi thấp. Triệu Ngôn nhìn ra ngoài, tất cả vào đi. Ông ta vừa dứt lời đã có bốn ông lão đi vào đại điện. Bốn người đều là quy nhất cảnh đỉnh cao. Triệu Ngôn lấy ra hơn 100 bình bạch ngọc để xuống trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi khó hiểu, những thứ này là. Triệu Ngôn cười nói, đan dược.
đều là đan dược hàng đầu của Huyền Thành ta, một chai ở bên ngoài cũng có giá ít nhất mấy triệu tạo hóa thần tinh. Nghe vậy, Diệp Huyên trợn mắt há mồm. Một chai đã có giá mấy triệu tạo hóa thần tinh. Lúc này, hắn cảm thấy sự nghèo khó đã hạn chế sức tưởng tượng của hắn. Hắn có rất nhiều quặng mỏ tạo hóa cực phẩm, một năm có thể sản xuất khoảng 10 triệu viên tạo hóa thần tinh, theo hắn thấy thì mình đã rất là giàu có rồi. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện, đứng trước một thế lực lâu đời như thế, hắn vẫn còn quá nghèo. Lúc này, Triệu Ngôn lại nói, những đan dược này đều có thể giúp người uống nó đạt tới thành đạo cảnh, mỗi một chai đều hàm chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, dù muốn mua ở bên ngoài cũng gần như không thể mua, dù có bán, đoán chừng bên ngoài cũng sẽ nâng lên giá trên trời. Dứt lời, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, chúng ta bắt đầu thôi. Diệp Huyên cười khổ, ta không mua nổi. Triệu Ngôn sửng sốt, sau đó bật cười, những đan dược này đều là Huyền Thành ta tặng cho Diệp công tử. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì Triệu Ngôn lại nói, đạo kinh mà Diệp công tử tặng cho chúng ta trước đó có giá trị hơn những đan dược này nhiều, Diệp công tử, cậu đừng khách sáo nữa. Nếu còn khách sáo, lão hủ sẽ rất khó xử. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nói, vậy ta cũng không ra vẻ nữa. Triệu Ngôn cười khẽ, sau đó cầm lấy một bình đan dược đưa cho Diệp Huyên, Diệp công tử, cậu uống viên đan dược này trước đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn mở bình ngọc ra, trong bình ngọc là một viên đan dược lớn chừng ngón tay cái, hắn cho đan dược vào trong miệng, vừa nuốt xuống bụng, một lực lượng vô cùng tinh thuần đã lan ra từ trong người hắn, trong nháy mắt, hắn cảm thấy cả người ấm áp, vô cùng thoải mái. Lúc này, Triệu Ngôn chợt cất lời, Diệp công tử. Tập trung tinh thần, chúng ta sẽ giúp cậu đột phá thành đạo cảnh, khoảng thời gian này, xin Diệp công tử đừng có tạp niệm. Diệp Huyên gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu tập trung tinh thần. Cảnh giới của hắn bây giờ là ngự đạo, nếu đạt tới thành đạo cảnh, khi đó dù không cần thuấn sát nhất kiếm, hắn cũng có thể dễ dàng giết chết cao thủ quy nhất cảnh. Còn nếu kết hợp với thuấn sát nhất kiếm, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hưng phấn rồi. Cứ thế trong khoảng thời gian sau đó, mấy người Triệu Ngôn bắt đầu giúp Diệp Huyên đột phá thành đạo cảnh. Đạo chủng chi địa. Trong đại điện nào đó, thượng chủ nhìn quyển trục trên tay, im lặng không nói một lời. Quyển trục trên tay ông ta là nội dung và chủ thích của đạo kinh quyển 1 đến 7, rất chi tiết. Còn về quyển thứ 8 và quyển thứ 9, bản thân Diệp Huyên vẫn chưa nghiên cứu xong, vì thế bây giờ không ai biết nội dung của hai quyển này cả. La Hầu ở bên cạnh đột nhiên nói, không ngờ hắn thật sự đưa cho chúng ta. Thượng chủ nhìn La Hầu, cười nói, ta cũng thấy giống như đang nằm mơ vậy. Si Yêu Yêu ở bên cạnh cất lời, thật ra hắn hoàn toàn không quá để tâm đến đạo kinh, là chúng ta quá để tâm. Thượng chủ nhìn về phía Si Yêu Yêu, cười nói, đúng là thế, nhưng cũng may lúc trước chúng ta chọn đứng về phía hắn, nếu không e rằng bây giờ đạo chủng chi địa đã hoàn toàn biến mất rồi. Mọi người im lặng. Với thực lực của cô gái áo bào trắng, muốn tiêu diệt đạo chủng chi địa e rằng chỉ hắt hơi một cái là được. Lúc này, A Khổ Vương ở một bên đột nhiên nói, không phải còn có quyển thứ 8 và quyển thứ 9 sao? Mọi người nhìn về phía A Khổ Vương tỏ vẻ khó hiểu, sao thế? Thượng chủ cười nói, không thể quá tham lam. Dù hắn có đưa quyển thứ 8 và quyển thứ 9 cho chúng ta cũng không dám lấy. Vì đưa chúng ta chẳng khác nào bảo chúng ta đi chết đi cả, hiểu không? A Khổ Vương hơi nhíu mày, vì sao? Si Yêu Yêu nói, vì bây giờ có rất nhiều thế lực trong bóng tối muốn có được đạo kinh này. Nội dung 7 quyển đã đủ cho chúng ta xem mấy trăm năm rồi. Còn phần sau, dù chúng ta cũng muốn xem, nhưng chỉ cần xem sẽ dẫn tới họa sát thân. Bây giờ những thế lực kia không dám gây chuyện với Diệp Huyên. Nhưng không có nghĩa là bọn họ không dám gây chuyện với chúng ta. Hiểu chưa? A Khổ Vương. Si Yêu Yêu lại nói, đối với chúng ta, 7 quyển đạo kinh đã là đủ rồi. Có thêm nữa không phải là phúc, mà là họa. Thượng chủ gật đầu, đúng thế. Sau đó, ông ta đứng dậy, cười khẽ chúng ta đã lãi lắm rồi. Bây giờ chúng ta nên khiêm tốn phát triển, còn về chuyện của Diệp công tử. Dù chúng ta muốn giúp cũng không giúp được.
Có điều hắn cũng không cần chúng ta giúp, cho nên bây giờ ta ra lệnh, tất cả đệ tử ở bên ngoài của đạo kinh đều phải trở về. A Khổ Vương nhíu mày, đều phải trở về. Thượng chủ cười nói, đúng thế, 100 năm không cho phép ra ngoài. Nói xong, ông ta đi ra ngoài, nhìn lên chân trời, nhẹ giọng nói, thời thế sắp thay đổi, mà chúng ta lại quá yếu. Chuyên tâm phát triển mới là việc nên làm. 100 năm sau, đạo chủng chi địa nhất định sẽ trở thành thế lực lớn của thế gian, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải tồn tại được. Ha ha! Cổ thần Uyên, Tô Chiết cũng lấy được nội dung và chú thích của đạo kinh quyển 1-7 từ Diệp Huyên. Trong đỉnh kim tự tháp nào đó, ông lão trước mặt Tô Chiết cất lời, bảo người ở vũ trụ ngũ duy của chúng ta đều trở lại đi. Tô Chiết hơi do dự, sau đó nói, ý của sư tôn là. Ông lão tóc bạc nhẹ giọng nói, chúng ta đã không đủ năng lực để tham dự vào chuyện của Diệp công tử nữa rồi. Lấy được 7 quyển đạo kinh đã là cơ duyên rất lớn. Nếu chúng ta tiếp tục dính dáng vào, có lẽ sẽ có cơ duyên lớn hơn, nhưng cũng có thể không thể quay đầu. Tô Chiết gật đầu, ta hiểu rồi. Ông lão tóc bạc quay đầu nhìn về phía vũ trụ ngũ duy, nhẹ giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, cổ thần Uyên sẽ đóng cửa, không ai được đi ra ngoài. Tô Chiết trầm giọng hỏi, sư tôn, vậy quyển thứ 8 và quyển thứ 9? Ông lão tóc bạc nhìn Tô Chiết, quá tham lam sẽ chỉ có một con đường chết thôi. Nói xong, lão xoay người rời đi. Tinh vực thiên nhân. Một cô gái đi lại trong tinh không, xung quanh nàng tản ra u quang nhàn nhạt. Diệp Liên. Nét mặt Diệp Liên không chút cảm xúc, lạnh tựa như băng. Lúc này, mười mấy hơi thở mạnh mẽ sau lưng nàng đang tiến gần với tốc độ rất nhanh. Diệp Liên dừng bước, xoay người nhìn lại, lúc này, 12 người xuất hiện trước mặt nàng. Đều là quy nhất cảnh đỉnh cao. Ông lão dẫn đầu nhìn Diệp Liên, Diệp Liên cô nương, chúng ta muốn mời cô nương đến đạo môn làm khách, cô muốn tự đi, hay là chúng ta, mời cô. Diệp Liên đột nhiên đánh tới một trường. Đầu của ông lão vừa nói chuyện lập tức rơi xuống. Những người khác đều sững sờ. Diệp Liên nhìn những người còn lại đánh ra một trường. Oanh! Một cao thủ quy nhất cảnh trong đó lập tức tan biến. Thấy thế, những người còn lại thay đổi sắc mặt. Diệp Liên đi về phía những người còn lại, nét mặt lạnh như băng, lại đến ức hiếp muội muội của hắn. Chuyện hắn làm có liên quan gì muội muội hắn chứ? Mọi người! Lúc này, Diệp Liên lại lạnh lùng nói, ta hỏi các người đấy. Dứt lời, nàng lại đánh tới một trường. Một cao thủ quy nhất cảnh ở phía xa lập tức nổ tung. Trong tinh không, những cường giả quy nhất cảnh còn lại đã sợ hãi tột độ. Muội muội của Diệp Huyên mạnh đến vậy. Không phải bảo muội muội của hắn cũng bình thường thôi sao? Phía xa xa, Diệp Liên chậm rãi đi về phía những cường giả quy nhất cảnh kia, vẻ mặt nàng lạnh lùng, khi nào cũng thế, hở một chút là đến bắt muội muội hắn ra uy hiếp, các ngươi chỉ có chút tài cán thế ư? Một ông lão trong số đó bước ra, lão run giọng nói, các hạ, ngươi. Diệp Liên lại bỗng vung tay tát ngang một cái. Không gian nơi ông lão đứng lập tức nổ tung, cơ thể của lão cũng lập tức hóa thành hư vô. Những người còn lại đều nhìn Diệp Liên như đang nhìn ma quỷ. Những cường giả quy nhất cảnh này từ khi nào đã trở nên nhỏ bé yếu ớt như vậy rồi? Chỉ một chiêu là chết. Lúc này đây, những người còn lại đã ngập tràn sự hoảng loạn trong lòng. Bọn họ đến đây làm gì vậy? Tự dưng đến gõ cửa ác ma. Lẽ nào đây chính là đi tìm chết trong truyền thuyết? Đúng lúc này, Diệp Liên đột nhiên tung quyền ra, một quyền ấn mang theo u quang hiện lên. Vùng không gian trước mặt Diệp Liên lập tức bị xóa mờ, theo đó là những cường giả quy nhất cảnh cũng dần tan biến. Tất cả cường giả quy nhất cảnh đều bị giết trong nháy mắt, cùng một lúc. Diệp Liên phủi tay một cái rồi xoay người rời đi. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Liên, sư phụ. Ta muốn gặp ca ca. Người nói chuyện tất nhiên là Diệp Liên thật. Diệp Liên, vẫn tiếp tục đi về phía xa, bây giờ ngươi trở về thì sẽ thành gánh nặng của hắn. Diệp Liên im lặng.
Diệp Liên lại nói, cứ theo ta tu luyện cho tốt, sau đó ngươi mới có thể giúp hắn, hiểu chưa? Qua một lúc lâu, Diệp Liên khẽ đáp, vâng ạ. Chỉ chốc lát, Diệp Liên biến mất ở sâu trong tinh không mịt mù. Chấm chấm chấm. Tinh vực thiên nhân, trong một cổ thành nào đó, một ông lão đột nhiên xuất hiện trên tường thành, lão nhìn nơi cuối chân trời, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Người này chính là tộc trưởng Si tộc của tinh vực thiên nhân Si Lâm. Ngay vừa nãy thôi, tất cả cường giả của tinh vực thiên nhân đã chết hết toàn bộ. 6 cường giả quy nhất cảnh đều ra đi cùng một lúc. Diệp Liên. Si Lâm im lặng một lúc rồi mới khẽ nói, không phải bảo muội muội của hắn rất yếu à? Chấm chấm chấm. Đạo môn. Nơi nào đó trong lầu các, đạo lão nhị đột nhiên mở choàng hai mắt, y cau mày lại. Toàn bộ cường giả y phái đi đã chết hết rồi. Trầm mặc một lúc, đạo lão nhị nhẹ giọng nói, được lắm Diệp Huyên, được lắm Diệp Liên. Ta đã đánh giá thấp các ngươi rồi. Nói xong, y đứng dậy rời đi. Ở bên ngoài lầu các là một đồi núi xanh mướt, bốn phía có tiên hạc lượn vòng. Đạo lão nhị nhìn chân trời ở phía xa, trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc, phía các ngươi rốt cuộc là thế lực ra sao? Trong quá trình điều tra, y đã biết trong cơ thể Diệp Liên có một linh hồn, nhưng y không ngờ rằng đối phương lại mạnh đến thế. Lúc bắt đầu, y cho rằng sau lưng Diệp Huyên chỉ có mấy người cô gái váy trắng, nhưng bây giờ y mới nhận ra hình như không phải. Y rất nghi hoặc. Thế lực sau lưng Diệp Huyên rốt cuộc là gì? Lẽ nào trong thiên địa này thật sự còn thế lực nào mạnh mẽ hơn đạo môn? Đạo môn. Theo như hiện nay, đạo môn chính là thế lực đứng đầu khắp chư thiên vạn giới, bởi vì đạo kinh bắt nguồn từ nơi này. Nếu như không có thế lực khác, chư thiên vạn giới sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng nếu không có đạo môn, vậy thì văn minh võ đạo của thế giới sẽ lạc hậu đi chí ít mấy trăm vạn năm. Tuy sau khi chủ nhân đạo kinh rời đi, đạo môn càng ngày càng yếu, nhưng như vậy cũng đã đủ để không có bất kỳ thế lực nào so sánh được. Mà bây giờ, thế lực phía sau Diệp Huyên lại khiến bọn họ cảm nhận được áp lực. Đây rốt cuộc là một thế lực như thế nào? Đúng lúc này, một ông già xuất nhiên xuất hiện ở sau lưng y, ông ta cung kính thi lễ, đã tìm được tung tích của cô gái váy trắng. Nghe thế, đạo lão nhị híp mắt lại, ở đâu? Ông lão do dự một chốc rồi nói, người này sắp vào thú giới rồi. Đạo lão nhị khẽ nhíu mày, nàng muốn vào thú giới. Ông lão gật đầu, nàng ta đang đi về phía đó, có lúc nhanh, có lúc chậm. Với tốc độ hiện tại của nàng ta, nhiều nhất là nửa tháng sau sẽ đến nơi, một khi nàng ta vào được trong đó, chúng ta muốn nhúng tay vào e là vô cùng khó. Đạo lão nhị nhẹ giọng nói, tại sao nàng ta lại đến thú giới? Lẽ nào Diệp Huyên có quan hệ gì với thú giới? Nói đến đây, y híp hai mắt lại, lẽ nào Diệp Huyên này không phải là người mà là thú nhân? Ông lão trầm giọng nói, không biết. Nói xong, ông ta lại nhìn đạo lão nhị, nhị chủ, nếu muốn giết cô gái này, chúng ta cần phải ra tay ngay, nếu không thì mấy ngày nữa, dù chúng ta có muốn giết thì cũng không đuổi đến kịp để giết. Đạo lão nhị trầm mặc. Y đang do dự, sở dĩ do dự cũng là vì lo lắng. Lúc trước y đã đánh giá thấp linh hồn trong cơ thể của Diệp Liên, hiện tại y sợ bản thân lại đánh giá thấp cô gái váy trắng kia. Ông lão lại nói, nhị chủ đang lo về thực lực của cô gái kia sao? Đạo lão nhị gật đầu, khẽ nói, lúc trước ta đã đánh giá thấp Diệp Liên. Cô gái váy trắng này, e là cũng không đơn giản như vậy. Ông lão trầm giọng nói, không thì ta tự mình đi gặp cô gái đó trước, để xem thực lực của nàng ta ra sao. Đạo lão nhị nhìn về phía ông lão, người đi. Ông lão gật đầu. Đạo lão nhị im lặng. Ông lão đột nhiên nói, nhị chủ, giữa chúng ta và Diệp Huyên có thể giảng hòa được không? Đạo lão nhị quả đoán lắc đầu, không thể. Diệp Huyên tiêu diệt Ám Uyên, chuyện này vẫn không là gì với y, bởi vì Ám Uyên chỉ là một thế lực khi trước y tùy tiện thành lập ra thôi. Thế nhưng Diệp Huyên nắm giữ chín quyển đạo kinh, đây là chuyện y không thể nhịn được. Một khi Diệp Huyên gọi ra đại đạo chi linh thì chẳng lẽ phải nhường ngôi chủ của đạo môn lại cho hắn thật? Sau khi chủ nhân đạo kinh rời đi,
đạo môn vẫn luôn là y dẫn dắt, nhiều năm bỏ công như vậy mà lại phải dâng hai tay đưa cho người khác, sao y chịu được? Quan trọng nhất là Diệp Huyên này cũng không phải là người sư tôn y chọn. Đối với đạo môn mà nói, Diệp Huyên chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Ông lão trầm giọng nói, nếu không thể hòa giải, vậy chúng ta còn do dự gì nữa? Tất nhiên phải dốc hết toàn bộ sức mạnh để bóp chết hắn. Nghe vậy, đạo lão nhị cười khẽ, đúng vậy. Nói rồi, y lại nhìn về phía ông lão, Thanh Hợp, người dẫn sáu cường giả quy nhất cảnh đuổi theo cô gái kia, nhớ kỹ, lần này đi để thăm dò là chính, nếu người này quá mạnh thì chạy ngay, không cần phải chọi cứng với đối phương làm gì. Thanh Hợp gật đầu, đã rõ. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc sau, sáu hơi thở mạnh mẽ đã phóng lên bầu trời đạo môn, chỉ chốc lát, sáu hơi thở ấy đã biến mất ở nơi cuối chân trời. Chấm chấm chấm. Vũ trụ ngũ duy. Trong điện, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, hơi thở quanh người hắn ngày càng mạnh. Đột phá lên thành đạo. Trong lúc đột phá, Diệp Huyên mới phát hiện thành đạo cảnh này không hề đơn giản như hắn nghĩ, bởi vì không phải có thiên phú tốt là sẽ thành công. Còn phải cần tiền nữa. Không có những viên đan cùng bạt ngàn tạo hóa thần tinh trợ giúp, cho dù hắn có ngộ đạo rồi thì cũng không thể đạt được đến thành đạo cảnh. Đến bây giờ, hắn đã tiêu hơn 20 viên đan, mỗi viên trong đó đều có giá ít nhất mấy triệu tạo hóa thần tinh, ngoài ra hắn cũng đã hấp thu hết mấy chục triệu viên tạo hóa thần tinh. Cũng may là những thứ này đều từ huyền thành cung cấp đến, nếu không hắn căn bản không thể tu luyện tiếp được. Cứ thế, thời gian trôi qua từng chút một, khoảng chừng 3 ngày sau, Diệp Huyên ăn viên đan cuối cùng, viên đan này vừa vào trong cơ thể, một luồng hơi thở cường đại đột nhiên phóng từ trong người hắn thẳng lên trời. Cả tòa đại điện lập tức rung lên kịch liệt, thấy cảnh này, mấy người Triệu Ngôn vội vàng trấn áp lại, nhưng bọn họ lại kinh hãi phát hiện ra rằng, họ căn bản không thể trấn áp được. Một luồng sức mạnh cực lớn nổ ra trong đại điện. Cả tòa điện lập tức hóa thành hư vô, đám người Triệu Ngôn thì bị đẩy lùi ra sau mấy trăm trượng. Đột phá rồi. Triệu Ngôn nhìn Diệp Huyên ở phía xa, trong lòng có chút khiếp sợ, Diệp công tử này đột phá thôi mà cũng cường điệu thế. Phía xa, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn từ từ cuộn tay phải lại, lúc này đây, hắn cảm giác toàn thân mình tràn đầy sức mạnh. Sức mạnh vô cùng vô tận. Thời khắc này, hắn phát hiện ngự đạo và thành đạo đúng là khác nhau một trời một vực. Như nghĩ đến điều gì, hắn xòe lòng bàn tay ra, Thiên Chu xuất hiện tại trong tay hắn, nhìn thanh kiếm trong tay, khóe miệng Diệp Huyên cong lên thành một nụ cười. Hiện tại nếu hắn triển khai thuấn sát nhất kiếm thì việc giết một vị quy nhất cảnh thật sự quá mức đơn giản. Lúc này Triệu Ngôn đã đi tới trước mặt Diệp Huyên, ông ta khẽ mỉm cười, chúc mừng Diệp công tử. Diệp Huyên thu kiếm lại, hắn ôm quyền nói, ân tình các tiền bối đã giúp đỡ, Diệp Huyên sẽ ghi khắc một đời. Lần này nếu không có Huyền Thành giúp đỡ, hắn muốn đạt đến thành đạo cảnh thì cần phải đi thêm một quãng đường rất dài nữa. Triệu Ngôn cười nói, Diệp công tử khách khí rồi. Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, Triệu tiền bối, không biết Huyền Thành có cách nào để nâng cao thể chất không? Bây giờ thân thể hắn đã đạt đến cực hạn. Nếu có thể tiến thêm một bước nữa thì cho dù là cường giả quy nhất cảnh cũng khó mà đả thương hắn. Nâng cao thể chất. Triệu Ngôn suy nghĩ một chút rồi đáp, có. Nhưng mà... Diệp Huyên hỏi, có chuyện gì khó khăn sao? Triệu Ngôn gật đầu, thật không dám giấu giếm, quả thật có chút khó khăn. Theo ta được biết, Diệp công tử hẳn là đã tu luyện đạo thể của đạo môn, cũng đã đạt đến cấp bậc ngự đạo cảnh, muốn đề cao lên lần nữa thì quả thật rất khó. Rất khó. Nhưng mà Huyền Thành ta đúng là có một cách có thể giúp Diệp công tử đột phá lần nữa, thế nhưng chuyện này ta không làm chủ được. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi cười nói, bây giờ ta có thời gian, có thể đến thăm hỏi quý thành chủ được, không biết mọi người có tiện không? Triệu Ngân vội vàng nói, tất nhiên là tiện. Diệp Huyên cười, ta đi thông báo một chút, sau đó chúng ta đi Huyền Thành. Được. Diệp Huyên xoay người rời đi. Nơi nào đó trong điện, Diệp Huyên gọi Bạch Đế Tử và Quan Âm tới. Diệp Huyên nhìn hai người, ta muốn đến Huyền Thành một chuyến, chuyện tiếp theo của vũ trụ ngũ duy giao cho mọi người nhé.
Bạch đế tử gật đầu, ta sẽ xử lý ổn thỏa. Diệp Huyên gật đầu, lần này đi ta sẽ tranh thủ một ít tài nguyên cho mọi người, dốc hết sức để mọi người cùng thành đạo, thậm chí là quy nhất cảnh. Vẻ mặt Bạch đế tử chợt thay đổi, bây giờ ông ta vẫn còn là ngự đạo, nếu như có thể thành đạo thì với ông ta mà nói tất nhiên là một chuyện vô cùng tốt. Diệp Huyên đứng dậy, còn nữa, kẻ địch hiện tại của chúng ta là đạo môn và thánh địa vô biên, đối với thế lực của hai người này, các ngươi phải vô cùng cẩn thận. Bọn họ hiện tại không ra tay không có nghĩa là sẽ không bao giờ ra tay. Bạch đế tử gật đầu, đã rõ. Diệp Huyên dặn dò xong rồi đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyên và đám người Triệu Ngôn đã biến mất khỏi vũ trụ ngũ duy. Chấm chấm chấm. Thánh địa vô biên. Thánh chủ lại lần nữa đi đến trước nhà trúc nhỏ, ông ta cung kính thi lễ, chủ nhân, đạo môn đã phái người đuổi theo cô gái váy trắng kia rồi. Trong nhà trúc, cô gái đang pha trà bỗng ngừng lại, sau một chốc im lặng, nàng ta mới nhẹ giọng nói, ta biết hắn ngu xuẩn, chỉ là không ngờ lại ngu đến mức này. Người phái người đi chặn lại đi, nếu như có thể thì thẳng tay giết chúng luôn. Thánh chủ kinh ngạc, chủ nhân, chuyện này. Cô gái quay đầu liếc mắt nhìn thánh chủ, đừng chọc vào người phụ nữ kia. Nàng ta là một kẻ điên, ngoại trừ ca ca của mình ra, ai nàng ta cũng dám giết. Nếu chọc giận nàng ta rồi, một khi nàng ta trở về, khi đó vấn đề không phải là một hai người chết, mà là tất cả mọi người đều chết. Nói xong, nàng ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, thiên mệnh. Năm đó không nhờ người đàn ông kia ngăn cản, nàng ta thật sự sẽ giết sạch một vũ trụ đấy. Trong mắt nàng ta, ngoại trừ ca ca ra, mạng của những kẻ khác không phải là mạng. Bên ngoài nhà trúc, thánh chủ nghe thế thì hãi hùng nổi cả da gà. Thực lực của cô gái váy trắng ông ta không biết là mạnh bao nhiêu, nhưng thực lực của cô gái trong nhà trúc này ông ta lại biết rất rõ ràng. Đến bây giờ ông ta vẫn không có lòng tin sẽ đỡ được một chiêu của cô gái trong nhà trúc kia. Nhưng mà ông ta không ngờ rằng đối phương lại kiêng kỵ cô gái váy trắng đến thế. Cô gái váy trắng rốt cuộc là ai cơ chứ? Sao có thể khiến cô gái trong nhà trúc kia kiêng kỵ nhiều đến vậy? Trong lòng thánh chủ cực kỳ tò mò. Lúc này, cô gái kia bỗng nói, còn đừng sững ra đó làm gì. Thánh chủ thôi không nghĩ nữa, ông ta vội vàng cung kính thi lễ, ta lập tức phái người đi ngăn cản cường giả đạo môn. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Lúc này, giọng nói lại vang lên trong nhà trúc, người đích thân đi đi. Thánh chủ hơi ngẩn người, sau đó gật đầu, vâng. Nói xong. Ông ta liền biến mất ở nơi xa xăm. Trong nhà trúc, cô gái tự rót cho mình một chén trà, nàng ta nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một hơi rồi khẽ nói, nguyên nhân tai ách. Chấm chấm chấm. Huyền Thành. Lúc Diệp Huyên theo nhóm Triệu Ngôn đến Huyền Thành, hắn đã bị tòa thành này làm sững sờ. Cả tòa thành kéo dài ngang tinh không, giống như một con cự thú, khiến người ta không kềm lòng được sinh ra cảm giác bản thân nhỏ bé đến lạ. Diệp Huyên khẽ cười nói, khí phách quá. Triệu Ngôn mỉm cười, Huyền Thành ta truyền thừa đến nay đã hơn 16 vạn năm, trong 16 vạn năm này đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chúng ta vẫn vững chãi tồn tại. Tự hào. Không thể không nói, Huyền Thành có tư cách thay thế. Với hiện nay, cho dù là đạo môn và thánh địa vô biên cũng không dễ gì chọc vào Huyền Thành được, tất nhiên, Huyền Thành cũng không dám chọc vào hai thế lực này. Gốc gác của ai nấy đều thâm hậu, một khi khai chiến thì sẽ khiến cả hai bên thiệt hại nặng nề. Triệu Ngôn dẫn Diệp Huyên vào trong thành, vừa vào trong Diệp Huyên đã cảm nhận được vô số luồng hơi thở mạnh mẽ. Vẻ mặt Diệp Huyên dần nghiêm lại. Không thể không nói, thực lực của Huyền Thành này thật sự rất mạnh, bây giờ vũ trụ ngũ duy tuy đã thu về được nhiều cường giả của thế giới bà xa, nhưng so với Huyền Thành thì vẫn không sao sánh ngang được. Dù sao đa số cường giả thế giới bà xa đều đã bị Thanh Nhi áo bào trắng giết hết. Triệu Ngôn dẫn Diệp Huyên đến trước một tòa đại điện, ông ta quay vào trong đại điện hành lễ một cái rồi mới nhìn sang Diệp Huyên, Diệp công tử, thành chủ cho mời. Diệp Huyên gật đầu, hắn đi vào trong điện, bên trong rỗng tuếch, chỉ có một cô gái. Cô gái mặc một bộ váy màu tím, tóc dài xõa vai, bấy giờ đang cười tủm tỉm nhìn hắn.
là một cô gái. Trong lòng Diệp Huyên có chút kinh ngạc, hắn không ngờ rằng thành chủ của huyền thành này lại là một cô gái. Cô gái cười nói, có vẻ Diệp công tử ngạc nhiên lắm. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Cô gái lắc đầu khẽ cười, nàng ấy bước chậm đến trước mặt Diệp Huyên, quan sát người đối diện một hồi rồi mới nói, Diệp công tử đã có đạo thể đạt đến ngự đạo cảnh, hơn nữa còn là nhờ vào máu của Na Già Long đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cô gái nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử đã cứu đám Na Già Long. Diệp Huyên lắc đầu, chỉ là đem một con rồng ra ngoài mà thôi. Cô gái yên lặng. Diệp Huyên hỏi, sao thế? Cô gái lắc đầu cười, Diệp công tử, người có biết ban đầu là ai giam cầm đám Na Già Long không? Diệp Huyên lắc đầu, cái này thì không. Vẻ mặt của cô gái khá phức tạp, nói thật, e là cũng chỉ có mỗi Diệp công tử mới có thể gánh được nhân quả lớn như thế. Cô nương biết gì à? Cô gái gật đầu rồi cười nói, người giam cầm đám Na Già Long là võ đế khi trước của cực võ giới, lúc ấy người này gần như là vô địch. Diệp Huyên do dự hỏi, còn sống không? Nữ tử cười đáp, ừ, còn sống. Diệp Huyên không nói gì. Không nói ân oán của võ đế và Na Già Long nữa. Nói về đạo thể của ngươi đi. Diệp Huyên bỗng hỏi, không biết tiền bối tên là gì? Tiền bối. Cô gái liếc nhìn Diệp Huyên, cho đến bây giờ thì ấn tượng của nàng ấy với Diệp Huyên là rất tốt. Diệp Huyên rất đúng mực. Không hề có chút kiêu ngạo nào. Nếu Diệp Huyên vì có cô gái váy trắng chống lưng mà hung hăng vênh váo, thì loại người như thế không đáng để huyền thành lấy lòng kết giao. Cô gái thôi không nghĩ nữa, cười đáp, người có thể gọi ta là Lan Nhược. Diệp Huyên nói, Lan Nhược tiền bối. Cô gái nhìn Diệp Huyên, cứ gọi là cô nương đi. Hai chữ tiền bối nghe già quá. Diệp Huyên bật cười, được, Lan Nhược cô nương. Vậy nói tiếp về đạo thể của ngươi, bây giờ ngươi muốn nâng cao đạo thể lên nữa thì buộc phải có ngoại vật giúp đỡ, nếu không thì chỉ có cách chờ cơ thể chậm rãi lắng đọng theo tháng ngày, nhưng kiểu này thì ít nhất mấy trăm năm tới ngươi cũng không thể đột phá được. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, vì thế lần này đến là để xin Lan Nhược cô nương giúp đỡ. Lan Nhược cười nói, ngươi tìm đúng người rồi đấy, hiện nay ngươi có thể giúp ngươi đột phá lần nữa. Trừ đạo môn ra thì cũng chỉ có thể là huyền thành ta. Diệp Huyên nhìn về phía Lan Nhược cô nương, theo ta được biết, đạo môn đã bắt đầu nhằm vào ta, huyền thành giúp đỡ như vậy, lẽ nào không sợ đạo môn sao? Cũng không hẳn là sợ, nhưng quả thật chúng ta không muốn làm địch với đạo môn. Nói xong, nàng ta lại nhìn Diệp Huyên rồi cười tiếp, ta cũng nói thật với Diệp công tử nhé, nếu ngươi đánh nhau với đạo môn. Chúng ta sẽ không phái người đến giúp đỡ đâu, bởi vì nếu chúng ta khai chiến với đạo thành thì cái giá phải trả thật sự quá lớn. Nhưng mà những chuyện cá nhân, nếu có thể giúp được Diệp công tử, chỉ cần là đủ khả năng, chúng ta đều sẽ hết lòng tương trợ. Diệp Huyên nhìn thẳng vào Lan Nhược, vì Thanh Nhi. Lan Nhược lắc đầu, không chỉ đơn thuần vì vị tiền bối kia, còn là vì Diệp công tử nữa. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, ta. Trước khi gặp Diệp công tử, chúng ta chỉ muốn hòa hảo với ngươi, kết một thiện duyên. Nhưng sau khi gặp được người rồi, từng hành động của Diệp công tử đều khiến ta rất có hảo cảm, ta cảm thấy ngươi là một người tốt, vì thế cũng có thể quen thân hơn một chút. Vì những đạo kinh kia. Coi như thế đi. Diệp Huyên im lặng. Thật ra hắn hiểu rất rõ, sở dĩ đối phương lấy lòng như thế nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Thanh Nhi. Nếu không có Thanh Nhi thì Diệp Huyên hắn dù tốt đến thế nào đi nữa thì huyền thành cũng sẽ không vì hắn mà đắc tội đạo môn. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên cười bảo, ngày sau nếu Lan Nhược cô nương có nhu cầu gì cần giúp một tay thì cứ việc nói, nếu trong khả năng, ta nhất định sẽ tận lực. Lan Nhược nhìn Diệp Huyên rồi cười, thật không? Diệp Huyên gật đầu. Ta cảm ơn Diệp công tử trước một tiếng nhé. Lan Nhược cô nương khách sáo quá. Có lẽ mãi sau này ta mới có thể giúp cô nương được, mà hiện tại cô nương đã có thể giúp ta rồi, là ta chiếm hời trước mà. Lan Nhược lắc đầu, Diệp công tử, ngươi là một kiếm tu, càng là một người sảng khoái, ta nói thẳng nhé, nếu như có thể để vị tiền bối kia chỉ dẫn cho chúng ta vài câu, vậy là còn quý giá hơn 10 tòa huyền thành này nữa. Nói xong,
nàng ấy lại nhìn Diệp Huyên, nếu ngày sau có cơ hội, mong Diệp công tử hãy giới thiệu nhé. Lan Nhược vô cùng cảm kích. Diệp Huyên gật đầu, nếu ta gặp lại Thanh Nhi, chắc chắn sẽ đề cập đến cô nương. Lan Nhược cười nói, đa tạ. Dứt lời, nàng ấy nhìn ra bên ngoài một lúc rồi nói, công tử đi theo ta. Nói xong, nàng ấy bước ra khỏi đại điện. Diệp Huyên đi theo. Lan Nhược dẫn Diệp Huyên đi tới trước một cung điện dưới lòng đất, tòa điện này âm u, bốn bể lạnh lẽo thấu xương. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, đây là... Lan Nhược cười nói, một cấm địa của huyền thành ta. Diệp Huyên gật đầu, hắn theo bước Lan Nhược tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát, Lan Nhược đã dẫn Diệp Huyên đến trước một tế đàn, trên tế đàn này có một con cự thú đang nằm phủ phục. Hình dáng của cự thú tựa rồng, bốn sừng sáu đuôi, toàn thân được bọc bởi những mảnh vảy đen kịt. Diệp Huyên có hơi không rõ, đây là... Lan Nhược nhẹ giọng nói, dị thú ứng long. Diệp Huyên nhìn Lan Nhược, long tộc. Lan Nhược cười nói, coi như là thế. Có điều nó không giống với Na Già Long. Thật ra long tộc có rất nhiều chi nhánh, ví dụ như nhóm Na Già Long, ứng long, cổ long, chân long. Dù sao bản tính của rồng là dâm tà, thích gieo giống muôn nơi, vậy nên có rất nhiều chủng loại long tộc. Diệp Huyên không nói gì. Long tộc sở dĩ có nhiều nhánh như vậy, hóa ra là vì bản tính dâm tà. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên hỏi, trong long tộc này, chi nào là mạnh nhất? Lan Nhược suy nghĩ một chút rồi đáp, hẳn là tổ long, là tổ tiên của vạn loài rồng, có điều con rồng này đã hoàn toàn biến mất từ mấy chục vạn năm trước. Nói xong, nàng ta lại nhìn Diệp Huyên rồi cười, nếu ngươi có thể hấp thụ được một ít máu của tổ long thì thân thể sẽ dễ dàng đạt đến quy nhất cảnh, thậm chí còn cao hơn thế nữa. Đáng tiếc là máu của tổ long này cực kỳ quý giá, chỉ có đạo môn là có khả năng giữ một ít, dù sao năm đó tổ long cũng từng đi theo vị tiền bối kia. Diệp Huyên hỏi, chủ nhân của đạo kinh. Lan Nhược gật đầu, năm đó tổ long chính là thú cưỡi của hắn. Thế nên chắc đạo môn có máu của nó, nhưng mà chắc chắn là đạo môn sẽ không cho Diệp công tử rồi. Diệp Huyên cười trừ, sau đó lại nhìn về phía ứng long này còn sống hay là... Lan Nhược nhẹ giọng đáp, chết rồi. Năm đó đã bị tổ tiên của ta giết chết. Hiểu rồi. Máu của con rồng này vẫn còn, Diệp công tử có thể hấp thụ máu của nó. Nói rồi nàng xòe lòng bàn tay ra, hơn trăm bình bạch ngọc xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, những thứ này đều là đan dược cực phẩm dùng để tăng cường cơ thể. Sau khi Diệp công tử hấp thụ máu xong thì có thể phối hợp với những đan dược này, như vậy cơ hội thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Huyên ôm quyền, đa tạ. Nói xong, hắn thu lấy những đan dược kia, sau đó đi tới trước mặt ứng long. Hắn đang định bắt đầu ra tay thì Lan Nhược bỗng lên tiếng, Diệp công tử. Diệp Huyên xoay người nhìn nàng ấy, Lan Nhược nói, trong vô vàn chủng loại của long tộc, ứng long thuộc hàng đặc biệt dâm tà, máu của nó chí dương chí phách, nếu ngươi hấp thụ máu của nó, e là sẽ không kiềm được dâm tính trong huyết dịch. Diệp Huyên cười nói, Lan Nhược cô nương yên tâm, huyết mạch của ta nhất định có thể ngăn lại được dâm tính này. Lan Nhược gật đầu, vậy Diệp công tử bắt đầu đi. Nàng ấy cũng có hiểu biết về huyết mạch của Diệp Huyên, ngay cả máu của Na Già Long mà cũng có thể hấp thu, vậy thì máu của ứng long cũng không ngoại lệ. Trên tế đàn, Diệp Huyên vung tay phải ngang một đường, xác ứng long kia nứt ra, một khắc sau, một dòng máu tươi chảy dài ra. Lòng bàn tay Diệp Huyên nhẹ nhàng đưa ra, dòng máu tươi kia lập tức nương theo tiến vào trong cơ thể hắn. Máu của ứng long vừa xâm nhập vào cơ thể, Diệp Huyên lập tức trừng to hai mắt, cả ngươi khô nóng khó chịu. Diệp Huyên vội vàng thúc đẩy huyết mạch chi lực của bản thân, nhưng hắn vừa điều động huyết mạch của bản thân thì cơ thể lại càng thêm khô nóng. Có chuyện gì? Diệp Huyên ngẩn cả người. Thân thể hắn ngày càng khô nóng, nơi nào đó đã có phản ứng dữ dội, Diệp Huyên vội vã thử trấn áp lại lần nữa, nhưng khi hắn thôi thúc huyết mạch chi lực lần hai thì lại phát hiện, thân thể còn phản ứng gay gắt hơn. Diệp Huyên hoảng hốt, đệt, cái quỷ gì đây? Lan Nhược ở phía xa nhìn Diệp Huyên đã đỏ bừng toàn thân, khẽ nhíu mày lại rồi khẽ tự hỏi, lẽ nào huyết mạch của ngươi cũng có tính là dâm? Diệp Huyên! Trên tế đàn,
sắc mặt Diệp Huyên đã đỏ chót như sắt thép bị hun lửa hồng. Ngoài ra, huyết dịch toàn thân hắn lại bắt đầu sục sôi lên ngay lúc này. Sắc mặt Diệp Huyên cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn phát hiện huyết mạch của hắn căn bản không trấn áp máu ứng long này. Mà còn có ý muốn trợ giúp cho nó tung hoành hơn. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn bắt đầu tĩnh khí ngưng thần. Phải trấn áp máu ứng long cùng huyết mạch phong ma này. Nếu đang lúc tỉnh táo mà lại bị huyết mạch của mình khống chế thì chẳng phải bản thân quá vô dụng rồi à? Phía xa xa, Lan Nhược cũng không hề rời đi. Tuy trạng thái hiện tại của Diệp Huyên không ổn, nhưng với nàng ấy mà nói thì Diệp Huyên bây giờ không có sức uy hiếp gì với nàng ấy cả. Nàng ấy là thành chủ Huyền Thành, là một trong những cường giả đứng đầu thiên địa này. Đừng nói là Diệp Huyên, cho dù là đạo lão nhị có ở đây cũng chưa chắc đã làm gì được nàng. Lan Nhược cứ đứng nhìn như thế, phía xa xa trên tế đàn, vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên vặn vẹo, rõ ràng là bây giờ hắn đang rất thống khổ. Nếu chỉ riêng máu ứng long thôi thì chỉ là việc nhỏ như con thỏ với hắn. Nhưng vấn đề là huyết mạch chi lực của hắn lại làm loạn theo. Thứ hắn muốn áp chế thật sự là huyết mạch của bản thân. Hắn phát hiện huyết mạch này có chút thú tính. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua. Chẳng biết từ lúc nào, Triệu Ngôn đã xuất hiện sau lưng Lan Nhược. Triệu Ngôn hơi thi lễ rồi cung kính nói, thành chủ, đạo môn phái sáu cường giả quy nhất cảnh ra đi truy sát vị tiền bối kia. Lan Nhược quay đầu nhìn về phía, có chắc không? Triệu Ngôn gật đầu, chắc chắn. Lan Nhược nhẹ giọng nói, đạo lão nhị này muốn làm gì? Ta thật sự không hiểu. Có lẽ là bọn họ cho rằng vị tiền bối kia rất yếu. Vì sao? Triệu Ngôn do dự một chút rồi nói, lúc ta điều tra Diệp công tử thì phát hiện, thiên đạo ngũ duy mộ niệm niệm từng nói với Diệp công tử rằng nàng và cô gái váy trắng ngang tài ngang sức, hơn nữa còn không chỉ nói một lần. Lan Nhược mở tròn mắt, nàng nói vậy thật à? Triệu Ngôn gật đầu. Lan Nhược nhẹ giọng nói, thiên đạo ngũ duy này, hại đạo môn thảm rồi. Triệu Ngôn trầm giọng nói, vị tiền bối kia đã sắp tiến vào thú giới rồi. Lan Nhược khẽ nhíu mày, thú giới. Đúng thế. Trong mắt Lan Nhược ánh lên tia nghi hoặc, lẽ nào nàng muốn vào thú giới? Hay là nàng chỉ đi ngang qua thôi? Thành chủ, thú giới này. Ngươi không cần lo lắng cho nàng, lo cho thú giới đi. Chấm chấm chấm. Lan Nhược lại nói, thánh địa vô biên thì sao? Triệu Ngôn lắc đầu, người chúng ta cài vào thánh địa vô biên đã chết hết rồi. Nơi này còn thần bí hơn cả đạo môn. Hiện tại ta không dám xếp người vào thánh địa vô biên, bởi vì chỉ cần đi là sẽ im hơi lặng tiếng biến mất. Lan Nhược trầm mặc một lát rồi nói, mặc kệ bọn họ. Ngươi cứ tiếp tục theo dõi động thái của đạo môn, phải luôn báo cáo với ta. Triệu Ngôn hơi thi lễ, vâng. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Lan Nhược quay đầu nhìn Diệp Huyên đang ở trên tế đàn phía xa xa rồi khẽ nói, đạo lão nhị. Diệp công tử có đối thủ như ông đúng là may mắn của hắn. Chấm chấm chấm. Không biết qua bao lâu, vẻ mặt của Diệp Huyên mới dần trở nên bình tĩnh lại. Hắn đã cưỡng chế trấn áp lại huyết mạch chi lực của bản thân. Lúc ở trong trạng thái phong ma, hắn không làm gì được huyết mạch chi lực của mình, nhưng khi tỉnh táo, hắn vẫn có thể áp chế nó xuống. Lúc này, Lan Nhược đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ấy quan sát hắn từ trên xuống dưới rồi mới nói, có thể tiếp tục hấp thụ máu ứng long không? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Vậy thì tiếp tục đi, ta bảo vệ cho ngươi. Đa tạ. Nói xong, hắn bắt đầu tiếp tục hấp thụ máu ứng long. Bên cạnh đó hắn cũng dùng những viên đan dược kia. Sau khi Diệp Huyên càng lúc càng hấp thụ nhiều máu ứng long, thân thể của hắn bắt đầu run lên, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tràn ra từ trong cơ thể hắn, nhục thân hắn bắt đầu xảy ra biến hóa. Lan Nhược nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có chút khiếp sợ. Nàng ấy không thấy khiếp sợ vì đạo thể của Diệp Huyên, mà là vì huyết mạch của hắn. Bởi vì sau khi máu ứng long tiến vào cơ thể Diệp Huyên lại không hề tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đến huyết mạch của hắn cả. Huyền Thành đã từng có người thử hấp thụ máu ứng long này,
nhưng cuối cùng đều thất bại cả. Bởi vì máu ứng long này thật sự quá mạnh mẽ. Huyết mạch của nhân loại căn bản không thể chịu được xung kích của nó. Nhưng máu ứng long lại không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào lên huyết mạch của Diệp Huyên, nói cách khác huyết mạch chi lực của hắn còn vượt xa cả máu ứng long. Đây rốt cuộc là huyết mạch gì vậy? Trong lòng Lan Nhược tràn đầy sự hiếu kỳ. Đúng lúc này, thân thể Diệp Huyên bắt đầu rung lên. Trong cơ thể hắn có một sức mạnh cuồng bạo đang không ngừng chấn động. Nhìn thấy cảnh này, Lan Nhược bỗng vươn tay phải đặt nhẹ lên đỉnh đầu Diệp Huyên. Ầm. Một luồng hơi thở mạnh mẽ lập tức bao phủ Diệp Huyên. Trong nháy mắt, nguồn sức mạnh hung hăng trong cơ thể Diệp Huyên đã bị chấn áp. Lan Nhược thấp giọng nói, đạo thể của ngươi sắp đột phá rồi, đừng phân tâm, nguồn sức mạnh trong cơ thể ngươi là lực lượng của máu ứng long, nó vô hại với ngươi, ngươi cứ chậm rãi dẫn dắt chúng nó lan ra khắp cơ thể là được. Diệp Huyên gật đầu, hắn bắt đầu chậm rãi dẫn máu ứng long chảy dọc toàn thân. Cứ như vậy, khoảng chừng 2 ngày sau, thân thể Diệp Huyên dần ổn định lại. Mà Lan Nhược cũng lùi sang một bên, nàng nhìn xác ứng long kia, lúc này máu ứng long đã bị Diệp Huyên hút hết sạch. Thấy thế, nàng ấy không khỏi lắc đầu cười khổ. Máu ứng long này là nguyên liệu đã luyện đan cực phẩm đấy. Là bảo vật đắt đỏ không thể tưởng tượng được. Mà bây giờ lại bị Diệp Huyên chiếm trọn rồi. Nhưng thôi cũng được, vì nó xứng đáng. Trong quá trình điều tra, nàng ấy biết Diệp Huyên không phải loại người vong ơn bội nghĩa, hôm nay Huyền Thành giúp đỡ Diệp Huyên là đã kết được một thiện duyên, tuy không chắc có nhận lại được thiện quả hay không, nhưng nàng ấy bằng lòng thử một lần. Ngoại trừ bản thân cô gái váy trắng, thật ra Diệp Huyên cũng là một phần nguyên nhân. Sau khi nhìn thấy Diệp Huyên, nàng ấy phát hiện Diệp Huyên còn quái dị hơn trong tưởng tượng của bọn họ. Nếu có thời gian, thành tựu sau này của Diệp Huyên chắc chắn sẽ không thấp. Đầu tư cho một yêu nghiệt như thế, đối với Huyền Thành ngày sau mà nói, nhất định sẽ có chỗ lợi. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng mở choàng hai mắt, hắn đứng phát dậy, trong tích tắc hắn nhổm người, không gian xung quanh hắn run lên kịch liệt, sau đó rạn nứt. Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này Lan Nhược bỗng cười bảo, chúc mừng, đạo thể của ngươi đã đạt đến ngự đạo cảnh. Ngự đạo cảnh. Diệp Huyên chậm rãi cuộn tay phải lại. Một luồng sức mạnh lớn lao tụ lại trong bàn tay hắn, nguồn lực này thậm chí còn mạnh hơn khi trước ít nhất 5 lần. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên cởi quần áo trên người ra, hắn nhìn thân thể mình thì phát hiện trên đấy đang tản ra một vầng sáng lấp lánh nhàn nhạt. Lan Nhược ở bên cạnh cười nói, thân thể bây giờ của ngươi, dù là cường giả quy nhất cảnh bình thường cũng không làm gì được. Nói rồi, nàng ấy lại quan sát cơ thể của hắn, cảm thán. Không hổ là đạo thể đầu tiên, quả là nghịch thiên. Diệp Huyên mặc quần áo vào, hắn nhìn Lan Nhược rồi chắp tay, Lan Nhược cô nương, đa tạ. Lan Nhược vẫn cười hỏi, sau này có dự định gì không? Lan Nhược cô nương, ta muốn nhờ cô giúp một chuyện. Nói, ta muốn bán đấu giá nội dung quyển đạo kinh thứ 8. Lan Nhược sửng sốt một lúc rồi hỏi, người muốn đấu giá nội dung quyển đạo kinh thứ 8? Diệp Huyên gật đầu. Ngươi thiếu tiền à? Thiếu nhiều lắm, rất nhiều. Ngươi muốn bồi dưỡng người ở vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên gật đầu. Lan Nhược im lặng một lát rồi nói, như thế này đi. Ngươi bán quyển thứ 8 đó cho ta nhé. Diệp Huyên lắc đầu. Ta sẽ trả tiền cho ngươi, không thấp đâu. Diệp Huyên cười nói, Lan Nhược cô nương, cô hiểu nhầm ý ta rồi. Nói xong. Hắn lấy một quyển sách ra đưa cho Lan Nhược, đây là nội dung của quyển đạo kinh thứ 8, ta tặng cô. Lan Nhược nhìn Diệp Huyên, tặng ta. Trước đó cô đã giúp ta đột phá cảnh giới, bây giờ còn giúp ta nâng cao thân thể, nếu ta còn bán đạo kinh cho cô thì chẳng phải đáng xấu hổ quá. Lan Nhược cô nương, nội dung quyển đạo kinh thứ 8 này là ta tặng cô, nhưng ta mong là cô đừng truyền ra ngoài, bởi vì ta còn đang muốn cậy vào chút tài lực của món đồ này đấy. Lan Nhược trầm mặc một lát, sau đó nhận lấy quyển sách rồi nói, đạo kinh thì ta nhận. Nhưng ta sẽ không nhận không thôi đâu. Nói rồi, nàng ấy lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho hắn, cho ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, ta nói rồi.
tặng cô mà. Ngươi cứ xem thử đi. Diệp Huyên liếc nhìn, mí mắt hắn giật lên, tim cũng đập nhanh hơn. Lan Nhược khẽ mỉm cười, nhận đi. Nhưng Diệp Huyên vẫn lắc đầu, ta bảo rồi, ta tặng cô. Lan Nhược nhìn Diệp Huyên, ngươi thật lòng. Diệp Huyên cười đáp, ăn táo nhớ kẻ trồng cây thôi mà. Lan Nhược cũng cười, vậy ta muốn quyển thứ 9. Diệp Huyên mở tay, một quyển đạo kinh xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn Lan Nhược của cô đây. Lan Nhược nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lan Nhược cô nương cảm thấy ta đang nói đùa à? Lan Nhược lắc đầu rồi khẽ nói, Diệp công tử, ta phát hiện ra tất cả chúng ta hình như có chút coi thường ngươi. Nói xong, nàng ấy xoay người rời đi. Nàng ấy không nhận quyển đạo kinh thứ 9 của Diệp Huyên. Giá trị của quyển đạo kinh thứ 8 đã vượt xa sự giúp đỡ của Huyền Thành dành cho Diệp Huyên, nếu lấy thêm quyển thứ 9 thì chút ân tình này sẽ mất sạch hết. Không chỉ thế, Huyền Thành còn nợ ngược lại Diệp Huyên nữa. Hơn hết, người quá tham lam thường sẽ không có kết cuộc tốt đẹp. Còn nữa, nếu Huyền Thành muốn kết bạn với Diệp Huyên thì nhất định phải biết chừng mực, Diệp Huyên làm việc hay nói chuyện đều rất có mực, trong tình huống này, Huyền Thành càng không thể dở lòng tham. Trong điện, Diệp Huyên nhìn quyển đạo kinh thứ 9 trước mặt, sau đó lắc đầu nở nụ cười. Hắn không ngờ rằng Lan Nhược cô nương này lại không nhận quyển đạo kinh thứ 9. Một lát sau, Diệp Huyên rời đi. Chấm chấm chấm. Nơi nào đó trong tinh không, thánh chủ dẫn theo một vài người lao nhanh đi, bọn họ đã đẩy tốc độ của bản thân đến cực hạn. Phải ngăn cản người của đạo môn tìm đến cô gái váy trắng. Không biết qua bao lâu, một ông lão bên cạnh bỗng trầm giọng nói, thánh chủ, e là chúng ta không đuổi kịp rồi. Thánh chủ dừng bước, ông ta nhìn về phía cuối tinh không, sắc mặt vô cùng nặng nề, mẹ kiếp, sao chạy nhanh thế, vội đi đầu thai à? Ở một nơi nào đó trong vũ trụ, có một nhóm cường giả đang ào ạt xuyên qua tinh không dưới sự dẫn dắt của một ông lão. Người này chính là thanh hợp của đạo môn. Hiện đang cùng nhóm người phía sau đẩy tốc độ lên đến cực hạn, bằng không sẽ không kịp nữa. Một khi để cô gái váy trắng đặt chân vào ô thú nhân giới thì họ chỉ có thể đứng nhìn, bởi đó không phải nơi họ có thể bước vào. Vì vậy tuyệt đối phải càng nhanh càng tốt. Cũng chính vì tốc độ khủng bố vậy mà nơi đoàn người đi qua, vũ trụ bị băm vằm thành từng đoạn, trông đáng sợ vô cùng. Chừng nửa giờ sau, thanh hợp bỗng kích động hô lên, đuổi kịp rồi. Những người phía sau ngẩng lên, thấy tà váy trắng lấp ló nơi tận cùng vũ trụ. Cô gái bỗng nhiên đứng lại trước một tấm bia đá khổng lồ, bên trên có khắc mấy chữ, nhân loại dừng bước. Nơi đây là biên giới giữa nhân tộc và thú nhân tộc. Nàng ấy tiếp tục bước tới, bỗng nghe một âm thanh như sấm rền vang lên phía sau. Dừng lại. Cô gái xoay người. Thấy vũ trụ nứt ra, sau đó là năm bóng người xuất hiện cách nàng vài trăm trượng. Nhóm người thanh hợp đã đến. Nàng ấy chỉ nhìn ông ta với vẻ lãnh đạm, trong mắt không có lấy một chút dao động. Thanh hợp lại nhìn nàng ấy đầy cảnh giác, không dám xem thường dù chỉ mảy may. Bởi ông ta phát hiện mình không cảm nhận được khí tức của nàng ấy. Chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, nàng ấy có pháp môn đặc thù để che giấu khí tức. Thứ hai, nàng ấy quá mạnh. Thanh hợp thu hồi suy nghĩ, hỏi, ngươi là người hộ đạo của Diệp Huyên. Cái tên ấy gợi lên chút gợn sóng trong mắt cô gái, nàng gật đầu. Thanh hợp, ngươi có từng nghe qua đạo môn chúng ta? Cô gái lắc đầu. Thanh hợp cau mày, chưa từng nghe hai chữ đạo môn. Cô gái chỉ hỏi, huynh ấy hiện nay thế nào? Thanh hợp, ngươi nói Diệp Huyên. Cô gái gật đầu. Thanh hợp lạnh lùng đáp, không được tốt lắm. Đôi mi nàng ấy khẽ nhíu lại. Thanh hợp trầm giọng, người thật sự chưa từng nghe tên đạo môn chúng ta. Cô gái chỉ nhìn ông ta, chính đạo môn đã khiến huynh ấy gặp khó sao? Đúng vậy. Thanh hợp nói, sau đó nắm tay phải lại, để sức mạnh hùng hậu ngưng tụ. Ông ta không dám chủ quan trước cô gái váy trắng. Lại còn chuẩn bị rút lui bất kỳ lúc nào. Mục đích ông ta đến đây là để giết nàng ấy, nhưng nếu không được thì sẽ dứt khoát bỏ chạy. Dù sao thì người sau lưng Diệp Huyên không ai là đơn giản,
ông ta đã chuẩn bị sẵn đường lui. Nhưng cô gái chỉ trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Thanh Hợp, nghe nói thiên đạo ngũ duy đánh ngang cơ với ngươi. Nàng ấy nghĩ ngợi một hồi rồi nói, phải. Thanh Hợp nhắm mắt lại, cảnh giới của ngươi là gì? Cô gái, hơn ngươi một chút. Trên quy nhất cảnh. Nàng ấy gật đầu. Sau đó Thanh Hợp bỗng biến mất. Một khắc sau, quyền ấn bỗng lao đến trước mặt cô gái. Nàng ấy rút kiếm đón đỡ. Theo tiếng nổ vang lên, cô gái thối lui vài chục trượng, nhưng Thanh Hợp lại phải lùi đến tận trăm trượng. Dừng lại rồi, hai mắt ông ta giấy lên vẻ hưng phấn, quả nhiên ngươi không mạnh đến vậy. Cô gái chỉ lãnh đạm nhìn cả bọn, các ngươi không giết được ta. Thanh Hợp không đáp. Chiêu vừa rồi đã giúp ông ta đại khái nắm được sức mạnh của đối thủ, quả nhiên như những gì nàng ấy nói, cùng lắm chỉ trên quy nhất cảnh mà thôi. Thế nhưng nhân số của họ ở đây lại quá ít, không thể làm gì được nàng ấy. Cô gái bỗng nói, bằng không ngươi gọi thêm vài người đến đây. Thanh Hợp ngẩng đầu, ngươi không định chạy sao? Cô gái lắc đầu, không. Thanh Hợp cau mày, vì sao? Nàng ấy nghĩ ngợi một hồi rồi nói, đi mãi cũng mệt rồi, dừng lại nghỉ ngơi. Thanh Hợp, chắc chắn không chạy chứ? Nàng ấy gật đầu. Vậy chờ đấy. Thanh Hợp nói rồi xoay người rời đi, lại nghe nàng ấy gọi theo. Nhớ gọi ai lợi hại chút. Thanh Hợp khẽ quay đầu, như ngươi mong muốn. Ông ta biến mất ở chân trời, nhưng bốn người đi theo thì vẫn ở lại. Ai nấy đều nhìn chằm chằm cô gái, không để nàng ấy chạy thoát. Cô gái chỉ xoay người nhìn về cuối vũ trụ, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng ấy không muốn trở về, vì sợ về rồi sẽ không thể rời đi. Nhưng nàng ấy lại không thể không đi. Quanh người đang tồn tại hàng hà sa số sợi dây nhân quả mà mắt thường không thể nhìn thấy. Chúng chính là nguyên nhân tai ách, lít nha lít nhít, chi chi chít chít bọc nàng lại như một cái kén. Những mối dây này thuộc về Diệp Huyên, trải dài vô cùng vô tận, chém mãi không hết. Nàng ấy bèn dứt khoát không chém nữa, dẫu sao chúng cũng không làm gì được nàng. Thật ra nàng có thể ở bên Diệp Huyên. Khi ấy cho dù nguyên nhân tai ách có kinh khủng đến đâu đi nữa, Diệp Huyên cũng sẽ bình an vô sự. Nhưng nàng lại muốn tìm được đến ngọn nguồn, xem rốt cuộc là ai đang điều khiển chúng. Cô gái váy trắng chậm rãi nhắm mắt lại, đừng để ta tìm ra ngươi. Tại nơi nào đó trong vũ trụ, Thanh Hợp đang cấp tốc trở về đạo môn thì dừng lại khi gặp phải nhóm người thánh chủ. Ông ta hỏi, các người cũng đến giết người phụ nữ kia. Thánh chủ, các ngươi đã tìm đến nàng ấy. Thấy Thanh Hợp gật đầu, thánh chủ cau mày. Vậy mà ngươi không chết. Thanh Hợp cười nhạo, các ngươi đánh giá nàng ấy quá cao rồi, nhưng chỉ thế mà thôi. Thánh chủ càng nhíu mày sâu hơn, chỉ thế mà thôi. Thanh Hợp cười, chẳng lẽ các ngươi cho rằng nàng ấy rất mạnh. Thánh chủ im lặng, trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc. Không đúng. Chủ nhân không có lý do gì để lừa ông ta cả. Thanh Hợp bỗng hỏi, thánh chủ, người cũng đến đây để giết nàng ấy sao? Thánh chủ do dự rồi lắc đầu, không phải. Thanh Hợp ra chiều không hiểu, vậy vì sao? Thánh chủ im lặng, nghĩ chẳng lẽ lại nói đến ngăn cản ngươi đi chịu chết, nhưng một hồi sau lại nói. Ngươi đã giao thủ với nàng ấy rồi sao, Thanh Hợp? Thanh Hợp gật đầu. Thánh chủ hỏi với vẻ nghi hoặc, nàng ấy thật sự không mạnh đến vậy ư? Đến lượt Thanh Hợp cau mày, vì sao ngươi lại cho rằng nàng ấy rất mạnh? Thánh chủ. Thanh Hợp bỗng nói, nhưng ngươi đến rất đúng lúc, thánh chủ. Hai ta liên thủ với nhau, chắc chắn có thể giết được nàng ấy. Ta chỉ đi ngang qua thôi. Thánh chủ vội vã lắc đầu, hỏi, ngươi đang định đi về sao? Thanh Hợp gật đầu. Nàng ấy tuy không mạnh bằng hai người cô gái áo trắng nhưng cũng không thể xem thường. Mấy người chúng ta muốn tiêu diệt nàng ấy vẫn còn chút khó khăn, vì vậy. Thánh chủ, người trở về gọi thêm người. Thanh Hợp gật đầu. Thánh chủ hạ giọng, người không thấy việc này có điều kỳ lạ sao? Thanh Hợp cau mày, kỳ lạ.
Thánh chủ, ta cho rằng nàng ấy cố ý để ngươi trở lại gọi thêm người đến. Thanh hợp, ý ngươi là nàng ấy cố tình tỏ ra yếu thế. Thánh chủ gật đầu. Thanh hợp lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng. Thánh chủ khó hiểu, vì sao không? Thanh hợp lại hỏi, nàng ấy giả vờ làm gì? Thánh chủ im lặng, cũng không biết vì sao cô gái váy trắng lại phải giả vờ yếu thế. Thanh hợp lại nói, giả như nàng ấy mạnh thật, thì tại sao không xuất hiện khi Diệp Huyên bị thế giới bà sa nhằm vào? Vì sao không trực tiếp đến diệt đạo môn chúng ta mà phải giả vờ? Mục đích giả vờ để làm gì? Thánh chủ im lặng. Quả thật là vậy, nếu cô gái váy trắng mạnh khủng bố như chủ nhân nói thì vì sao không đến thẳng đạo môn mà tiêu diệt họ đi? Hay là nàng ấy vốn không đặt đạo môn vào mắt, không thèm đến tìm? Thanh hợp bỗng lên tiếng, theo những gì chúng ta biết, cô gái này vẫn luôn tự xưng là muội muội của Diệp Huyên, quan hệ với hắn vô cùng thân thiết. Nếu có thể bắt giữ nàng ấy, chắc chắn có thể lấy làm điểm yếu uy hiếp hắn, khiến hắn phải ngại tay ngại chân, thậm chí có thể khiến cho hai người sau lưng hắn phải chùn tay. Thánh chủ đang muốn nói gì đó thì bị ông ta ngắt lời, ta không có thời gian để lãng phí. Thánh chủ, ngày khác nói tiếp. Sau đó Thanh Hợp đã biến mất ở cuối chân trời, để Thánh chủ lặng lặng đứng lại trong tinh không. Ông ta vẫn cảm thấy có gì đó rất không đúng ở đây, bởi không có lý do gì để chủ nhân gạt ông ta cả. Nói cách khác, lý do duy nhất còn lại là cô gái váy trắng kia đã cố tình tỏ ra yếu thế, để Thanh Hợp trở về gọi thêm người. Nghĩ đến đây, Thánh chủ thì thào, đạo môn bị đưa vào tròng rồi. Sau đó lắc lắc đầu, có đồng đội thế này. Là ta cũng phải sợ. Chấm chấm chấm. Thanh hợp dùng tốc độ nhanh nhất trở về đạo môn. Trong một gian lầu nọ, đạo lão nhị hỏi, nàng ấy để ngươi trở về gọi chi viện. Thanh hợp gật đầu, đúng vậy. Đạo lão nhị có chút trầm mặc, có gì đó kỳ lạ ở đây. Thanh hợp lập tức lắc đầu, không, ta cho rằng nàng ấy đang khinh địch. Đạo lão nhị ra chiều khó hiểu, khinh địch. Thanh hợp, cô gái này tuy kiệm lời nhưng ta cảm nhận được nàng ấy là người vô cùng kiêu ngạo, nhìn ta như đang nhìn một con kiến hôi. Nàng ấy là kiếm tu, vậy mà chưa từng nghe về đạo môn, chứng tỏ căn bản không biết chúng ta hùng mạnh thế nào. Trong mắt nàng ấy, đạo môn chỉ là một thế lực hạng ba. Đạo lão nhị không nói gì. Thanh hợp, chúng ta đã giao thủ, tuy nàng ấy đại khái đến đâu, nàng ấy đúng là cường giả. Chưa xuất kiếm nhưng ta đã biết thực lực nàng ấy nhưng vẫn còn kém xa cô gái áo trắng và Tư Đồ Thính Vân. Đã vậy chúng ta còn có thể lợi dụng nàng ấy để đột phá. Chỉ cần bắt được nàng ấy, không chỉ có thể uy hiếp Diệp Huyên, khiến hắn không dám ra tay, mà còn có thể thông qua đó phân rõ thế lực sau lưng hắn. Chính là một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhưng đại lão nhị vẫn cho rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, bèn tiếp tục giữ im lặng, rõ ràng là đang do dự. Thanh hợp trở nên nóng nảy, nhị chủ, đây là cơ hội nghìn năm có một, đánh đi. Cơ hội nghìn năm một thuở. Đạo lão nhị nheo mắt lại, tự ta sẽ đi. Thanh hợp lắc đầu, không, chỉ cần cho ta 10 cường giả quy nhất cảnh là được. Tứ chủ đang bế quan, cần nhị chủ trấn thủ để ngừa vạn nhất. Đạo lão nhị, 10 có đủ không? Thanh hợp cười, đủ rồi. Đạo lão nhị suy tư một hồi. Lắc đầu, vẫn không thể khinh thường. Ta sẽ cử viện thủ văn viện, Văn Thiên Ngữ đi cùng ngươi. Thanh hợp, như vậy là có thể chắc chắn tuyệt đối. Đạo lão nhị cao mày, nhất định không được khinh địch. Thanh hợp cười, ta biết rồi. Sau đó, ông ta dắt 10 cường giả quy nhất cảnh cùng viện thủ văn viện rời khỏi đạo môn, đi vào sâu trong vũ trụ. Đạo lão nhị đứng tại chỗ, hai mắt khép lại. Trong lòng nảy lên nỗi bất an. Sau đó, y chậm rãi mở mắt, chỉ thấy trong mắt lạnh như hầm băng. Đạo môn, đã từng phải sợ ai? Chấm chấm chấm. Một nơi nào đó trong vũ trụ, thánh chủ cũng không dẫn người rời khỏi mà là đi về nơi cô gái váy trắng đang đứng. Ông ta muốn tận mắt nhìn xem người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Khi nhìn thấy đối phương, ông ta lập tức đanh mặt. Sức mạnh và tri thức của thánh chủ vượt xa Thanh Hợp, vì vậy chỉ cần nhìn một cái là biết cô gái này chỉ đang giả vờ yếu thế mà thôi.
Nàng ấy vô cùng mạnh, nhưng đến mức nào thì ông ta không biết. Khi nàng ấy quay sang nhìn, thánh chủ lập tức biến sắc, dứt khoát rời đi. Nếu không đi bây giờ, e rằng chốc nữa sẽ chẳng còn cơ hội. Mà cô gái cũng không có động tĩnh gì, để họ rời đi. Nàng đứng trong vũ trụ, mắt dõi vào lòng biển sao, tay nắm một hình nhân gỗ nhỏ với tạo hình hệt như Diệp Huyên. Một hồi sau, cô gái nhìn xuống người gỗ trong tay, một tia dịu dàng thoáng hiện nơi đáy mắt. Đúng lúc ấy, không gian sau lưng nàng ấy bỗng chấn động. Một khắc sau, mười mấy luồng khí tức hùng hậu xuất hiện khi nhóm người Thanh Hợp xuất hiện sau lưng nàng. Thấy đối phương vẫn còn đứng đây, Thanh Hợp thở phào nhẹ nhõm. Dọc đường đi, ông ta cứ lo ngay ngáy liệu cô gái có chạy trốn hay không, nếu có thì chẳng phải họ đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này hay sao. Cũng may nàng ấy vẫn còn ở đây. Văn Thiên Ngữ bỗng thốt lên, rút lui. Rút lui. Thanh Hợp sửng sốt, hỏi, viện thủ, ông có ý gì? Văn Thiên Ngữ chỉ nói, rút. Sau đó ông ta quả quyết xoay người rời đi với sắc mặt hết sức nghiêm trọng, có thể nói là gấp gáp. Vào lúc nhìn thấy người này, Văn Thiên Ngữ đã biết nàng tuyệt đối không phải hạng tầm thường, mà tất cả chỉ là một âm mưu. Vì thế nên ông ta dứt khoát rời đi. Nhưng đã chậm. Chẳng biết tự khi nào, một tia kiếm quang đã im hơi lặng tiếng xuyên thủng giữa trán ông ta. Văn Thiên Ngữ cứng đờ như tượng, hai mắt mê man. Đối phương rút kiếm từ khi nào? Ông ta không biết, chỉ biết rằng mình đã chết rồi. Những người còn lại trố mắt ra nhìn, Văn Thiên Ngữ chết rồi sao? Thanh Hợp như bừng tỉnh mà quay phát lại nhìn cô gái, run rẩy nói, là ngươi. Nàng ấy chỉ liếc ông ta, nhàm chán. Sau đó xoay người rời đi. Thanh Hợp đang muốn mở miệng thì chợt thấy thủ cấp của những cường giả bên người bỗng bay véo ra ngoài, máu phun như suối thành biển tanh ngòm. Ông ta đứng như trời trồng, sau đó đưa tay lên ôm cổ mình. Nơi bỗng dưng nứt toác ra với từng dòng máu. Thanh Hợp kinh hãi, lập tức định dùng linh hồn để trốn chạy. Cường giả đã đạt đến cấp bậc như ông ta, chỉ cần linh hồn còn tồn tại thì vẫn có thể tái sinh. Nào ngờ linh hồn vừa rậm cất bước, Thanh Hợp kinh hoàng phát hiện nó đang dần biến mất, thế là đứng chôn chân tại chỗ. Ông ta biết mình chỉ còn một con đường chết, thần hồn câu diệt mà thôi. Ông ta nhìn cô gái đằng xa, giả vờ yếu đuối. Vui lắm sao? Nhưng đối phương không quay đầu lại, chỉ cảm thấy lãng phí thời gian. Hạng kém cỏi như vậy hẳn sẽ không gây uy hiếp được gì cho đại ca, để lại cho huynh ấy chơi là được rồi. Thanh Hợp có lòng muốn báo tin cho đạo lão nhị, tiếc rằng lại không có sức. Linh hồn và thân xác ông ta đã bị xóa sổ, chỉ còn lại một tia ý thức. Mà ý thức vốn không có gốc rễ. Không có ý nghĩa, cũng đang chậm rãi tan biến. Chỉ một kiếm kia đã xóa sổ mọi thứ của ông ta. Mấy chục nghìn năm tu hành, cứ thế hóa thành hư vô. Chấm chấm chấm. Ở nơi xa, vào khoảnh khắc cô gái váy trắng đặt chân vào ô thú nhân giới, một giọng nói bỗng vang lên nơi vũ trụ xa xăm, con người, nơi đây là thú nhân giới. Nàng ấy không dừng lại, tiếp tục đi tới. Một bóng mờ đột nhiên xuất hiện gần đó, dần ngưng tụ lại thành một cường giả thân người đầu thú. Người này nói, đây là thú nhân giới. Cô gái, cho đi nhờ một chút. Thú nhân, không. Cô gái bất thình lình rút kiếm. Xoẹt. Kiếm quang phá không bay ra. Đồng tử cường giả thú nhân tộc kia rụt lại, nhưng khi vừa có ý định phản kháng thì thủ cấp đã bay véo đi. Kiếm quang kia không những không biến mất mà còn tiếp tục bay đi hơn triệu dặm, chôn vùi không gian trên đường đi qua, hủy diệt biên giới giữa thú nhân tộc và nhân tộc. Toàn bộ thú nhân tộc kinh hãi. Cường giả loài người đến xâm phạm ư. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt cô gái váy trắng. Ông ta thoạt nhìn không khác gì con người, chỉ có đôi mắt là màu tím đậm. Ông ta nhìn cô gái với vẻ nặng nề, chỉ cảm giác được hai chữ nguy hiểm. Đã bao lâu rồi ông ta mới có cảm giác này? Vậy mà cô gái vẫn không dừng bước, tiếp tục đi về trước. Người đàn ông lên tiếng, con người, thú nhân tộc chúng ta từng ký hiệp nghị với lão tổ đạo môn các ngươi, không xâm phạm lẫn nhau.
Cớ sao ngươi lại xâm phạm? Cô gái, ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Ông ta ngây ngẩn, đoạn hỏi, chỉ đi ngang qua. Vì sao lại giết người? Lại còn hủy diệt thế giới này? Cô gái, không phục à? Người đàn ông. Nàng ấy tiếp tục cất bước. Người đàn ông không nói gì. Khi cô gái đi ngang qua, chợt quay đầu lại nói, ngươi trông có vẻ mạnh hơn những tên ban nãy. Người đàn ông. Sau đó nàng ấy xòe tay, đưa người gỗ nhỏ ra, đây là đại ca của ta. Người đàn ông chần chừ, ngươi có ý gì? Cô gái, có lẽ sẽ có một ngày huynh ấy đến đây. Khi ấy ta muốn các ngươi nể mặt ta, đừng làm khó dễ huynh ấy, được không? Người đàn ông, nếu ta từ chối thì sao? Cô gái chỉ lẳng lặng vung tay, một thanh kiếm bay vào lòng vũ trụ, thẳng tiến đến thú nhân giới, sau đó không gian lập tức trở nên mờ ảo. Người đàn ông biến sắc khi nhận ra nàng ấy đang muốn hủy diệt toàn bộ thú nhân giới. Thanh kiếm kia càng rơi xuống, thú nhân giới càng sụp đổ dần. Chỉ sợ khi nó hạ xuống, căn nguyên của nó sẽ hoàn toàn tiêu tán. Người đàn ông cuống quýt kêu lên, xin tiền bối hãy nương tay. Ta đồng ý. Giờ phút này, ông ta mới biết cô gái này mạnh hơn mình rất nhiều. Ông ta và cả thú nhân giới đều không thể ngăn cản thanh kiếm kia. Cô gái lạnh lùng nói, chậm rồi. Nàng ấy nhẹ nhàng hạ tay phải xuống, thanh kiếm lao xuống theo, bầu trời thú nhân giới tối sầm lại. Người đàn ông run rẩy, tiền bối. Xin người nương tay cho. Cả đời này, ông ta đã khi nào phải hạ mình như thế? Thú nhân tộc đã khi nào phải khúm núm như thế? Ông ta cũng muốn ra tay phản kháng lắm chứ, nhưng sức mạnh lại không cho phép điều đó. Giây phút cô gái rút kiếm cũng là lúc ông ta rơi vào tuyệt vọng trước sức mạnh của nàng. Cô gái lúc này mới dừng tay, sau một hồi im lặng thì hỏi, nể mặt đại ca, ta hỏi lại lần nữa. Nàng ấy lấy người gỗ ra, đây là đại ca ta. Nếu huynh ấy đến đây, không được ức hiếp huynh ấy, được không? Người đàn ông cuống quýt nói, được. Cô gái gật gù, ban nãy trả lời vậy là đã không có gì xảy ra rồi. Người đàn ông cười khổ, thầm nói ban nãy ta đâu biết người biến thái đến vậy. Cô gái không nói gì thêm mà đi về phương xa, nhưng sau đó nàng ấy dừng lại. Người đàn ông biến sắc. Nàng ấy quay đầu lại, hỏi, ở đây có khí tức rất quen thuộc. Người có biết một cô bé trên đầu có sừng dài không? Một cô bé với sừng dài trên đầu. Người đàn ông ngây ra, bỗng run rẩy hỏi lại, tiền bối. Biết nhị nha cô nương. Cô gái gật đầu, nàng ta đã đến đây. Người đàn ông cung kính gật đầu, vâng, từng đi ngang qua đây. Không biết quan hệ giữa tiền bối và nhị nha cô nương là gì? Cô gái nghĩ ngợi rồi nói, kẻ địch. Sắc mặt người đàn ông trở nên kỳ lạ, kẻ địch ư. Tiền bối, nhị nha cô nương kia cực kỳ mạnh, từng nói rằng trừ đại ca ra, nàng ta không có đối thủ trên đời. Cô gái lãnh đạm, nàng ta nói vậy sao? Người đàn ông, vâng. Cô gái không nói gì thêm mà xoay gót rời đi. Sau một hồi do dự, người đàn ông lên tiếng, tiền bối có cần chúng ta hỗ trợ đại ca của người không? Cô gái không quay đầu lại, tùy ngươi. Người đàn ông gật đầu, khẽ thở phào trong lòng. Ông ta vẫn còn chút khó chịu và ý muốn chống đối, không muốn dính dáng nhiều đến việc này, nói chi là giúp đỡ con người nào đó. Bỗng lại nghe cô gái nói, muốn hỗ trợ hay không thì tùy, nhưng nếu huynh ấy có mệnh hệ gì, các ngươi sẽ phải chôn cùng. Người đàn ông hóa đá tại chỗ. Mẹ nó! Đạo lão nhị đang ngồi xếp bằng trong gian nhà gỗ bỗng mở bừng hai mắt. Một ông lão xuất hiện trước mặt y, khẽ nói, Thanh Hợp và viện chủ văn viện đều đã bỏ mạng. Thấy đạo lão nhị bình tĩnh đến lạ thường, ông ta không khỏi hỏi. Nhị chủ! Y chỉ nhắm mắt lại, ta biết rồi. Ông lão thi lễ rồi lui xuống. Sau một khoảng dài im lặng, đạo lão nhị mới đứng dậy rời khỏi gian nhà, đi về phía sau núi. Khi đến trước vách núi nọ, y thì thầm, đạo môn gặp nguy. Chỉ một chớp mắt sau, vách núi bỗng kịch liệt chấn động rồi vỡ ra, mở đường cho một ông lão trong bộ áo bào màu xám bước ra.
Ông ta cất giọng, đạo môn gặp nguy. Đạo lão nhị gật đầu, gọi tất cả những ai đang bế quan lập tức xuất quan. Ông lão cau mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo lão nhị, chín quyển đạo kinh đã tề tựu, đại đạo chi linh chuẩn bị hiện thế. Ông ta ngẩn ra, đây chẳng phải là chuyện tốt ư? Đạo lão nhị, người nắm đạo kinh trong tay là tử địch của đạo môn ta. Ông lão. Đạo lão nhị, Mục Hình, ta muốn lập tức triệu hồi tất cả đệ tử võ viện đang ở bên ngoài. Toàn bộ trưởng lão và hộ pháp đang bế quan cũng phải xuất quan ngay. Mục Hình, đã nghiêm trọng đến mức này ư? Đạo lão nhị nhìn ông ta, đạo môn ta đến giờ đã mất hơn 20 cường giả, trong đó bao gồm Thanh Hợp và Viện Thủ Văn Viện. Sắc mặt Mục Hình không khỏi động lại. Đạo lão nhị nhắm mắt, để ta xem thế lực sau lưng tên Diệp Huyên này rốt cuộc mạnh đến đâu, xem chúng có thể diệt đạo môn ta hay không. Trong thánh địa vô biên, thánh chủ một lần nữa đi đến trước gian nhà trúc nho nhỏ, hạ giọng nói. Chủ nhân, đạo môn phái đi mười mấy người, tất cả đều bỏ mạng, bao gồm Viện Thủ Văn Viện, Văn Thiên Ngữ. Cô gái trong phòng nâng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, không phải là chuyện bình thường sao? Thánh chủ nhân, cô gái váy trắng kia cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm? Đối phương cười, người đánh giá nàng ấy quá thấp rồi. Đó không gọi là nguy hiểm, mà là đáng sợ. Nàng ấy là người nguy hiểm nhất và đáng sợ nhất trong đất trời này. Thánh chủ do dự, vì sao chủ nhân lại hiểu biết người này rõ như vậy? Cô gái chỉ cười mà không đáp, đoạn đứng dậy rời khỏi gian phòng. Thánh chủ ở bên ngoài vội vàng khom người. Cô gái nhìn về phía chân trời, khẽ nói, đạo lão nhị sẽ không chịu bỏ qua, đúng không? Thánh chủ gật đầu, ta nhận được tin y đã cho triệu tập toàn bộ đệ tử đạo môn ở ngoài. Cô gái, y định vây công Diệp Huyên sao? Thánh chủ lắc đầu, theo ta được biết, hẳn là muốn diệt trừ thế lực sau lưng hắn. Cô gái ngẩn ra, vì sao không trực tiếp đi tìm Diệp Huyên mà lại tìm thế lực đứng sau hắn làm gì? Thánh chủ do dự, có lẽ là cho rằng, thế lực đó mới là uy hiếp lớn hơn, nên muốn tiêu diệt trước. Cô gái, tên đạo lão nhị này bị ngu à? Thánh chủ. Cô gái lắc đầu, lão tổ đạo môn cũng xem như nhân vật nổi danh, sao lại thua một tên ngu ngốc như vậy làm đệ tử chứ? Nghĩ nát óc cũng chẳng ra. Thánh chủ do dự rồi nói, thật ra đạo lão nhị này rất mạnh, chỉ là y đã quen với việc ở trên ngôi cao. Đạo môn năm ấy gần như vô địch khắp vạn giới, đạo môn tứ thánh uy danh hiển hách, bọn họ chưa từng phải nuốt trái đắng như thế này, đây chính là lần đầu tiên. Cô gái cười, thật ra cũng tốt, ta không muốn tên Diệp Huyên được nhàn nhã, có đạo môn gây khó dễ cho hắn cũng là chuyện tốt với chúng ta. Thánh chủ nhân, Diệp Huyên đang đấu giá nội dung của quyển đạo kinh thứ 8 tại Huyền Thành. Cô gái nhìn sang, muốn sao? Thánh chủ gật đầu. Thì đến lấy đi thôi. Thấy thánh chủ muốn nói lại thôi, nàng ta lại hỏi. Người đang muốn hỏi, thế lực sau lưng Diệp Huyên đã khủng khiếp như vậy, vì sao chúng ta còn muốn đối đầu làm gì, đúng không? Thánh chủ gật đầu. Cô gái chỉ cười, đây là ân oán giữa ta và nhà bọn chúng. Thánh chủ không hỏi nữa, khom người thi lễ rồi rời đi. Cô gái ngẩng đầu nhìn chân trời, không biết suy nghĩ điều gì mà nụ cười bên môi trở nên lạnh lẽo. Dưới sự sắp xếp của thành chủ Lan Nhược, một buổi đấu giá long trọng sắp được tổ chức tại Huyền Thành. Chỉ có duy nhất một vật đấu giá, đó chính là nội dung quyển đạo kinh thứ 8. Khi hay tin, vô số thế lực và cường giả đồng loạt chạy đến Huyền Thành, tạo nên cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có ở nơi này. Trong điện, phủ thành chủ. Lan Nhược hỏi Diệp Huyên, người chuẩn bị đấu giá bao nhiêu tạo hóa thần tinh? Diệp Huyên, tạo hóa thần tinh là tiền tệ thông dụng ở đây sao? Lan Nhược gật đầu, phải, cũng có thể lấy vài loại đan dược quý hiếm làm tiền tệ, nhưng chúng lại quá hy hữu. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi rồi nói, vậy dùng tạo hóa thần tinh đi. Theo Lan cô nương, nội dung quyển đạo kinh này đáng giá bao nhiêu viên? Lan Nhược, bảo vật vô giá. Không thể đong đếm. Diệp Huyên cười, hy vọng sẽ không có ai đến cướp.
Lan Nhược mỉm cười, trừ khi là toàn bộ cường giả đạo môn xuất hiện, người có thể an tâm ở lại huyền thành này. Diệp Huyên ôm quyền, vậy lần này làm phiền Lan cô nương. Nàng ấy đáp, đừng khách khí. Một ông lão đi đến thi lễ, thành chủ, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Lan Nhược cười nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên, được. Dưới sự hướng dẫn của Lan Nhược, Diệp Huyên đi đến khu vực đấu giá, phát hiện bốn phía rất thưa thớt, chỉ có mười mấy người. Lan Nhược cười, chúng ta đã tổ chức sàng lọc trước, dẫu sao cũng chỉ có bằng ấy thế lực có khả năng mà thôi. Diệp Huyên gật đầu, cũng tốt. Lan Nhược chỉ vào đài tròn phía xa, Diệp công tử tự mình lên hay muốn để người của chúng ta? Hắn cười, để ta. Sau đó đã xuất hiện trên đài. Chỉ trong khoảnh khắc, hàng loạt ánh mắt từ bốn phương tám hướng tập trung vào người hắn. Diệp Huyên nhìn lướt qua, phát hiện người có cảnh giới thấp nhất đều đã đến quy nhất cảnh, lại còn có vài khí tức rất mạnh. Hắn cũng thấy ba người quen, Nam Việt Tu, Nam Việt Kỳ, Nam Việt Khánh đến từ gia tộc Nam Việt. Nam Việt Tu thấy hắn thì mỉm cười chào hỏi. Diệp Huyên ôm quyền đáp lại, đoạn nói, chư vị, ta sẽ không rông dài, mà trực tiếp đi vào đề. Hắn đưa tay ra, gọi một quyển trục cổ xuất hiện, nội dung của quyển đạo kinh thứ 8, giá khởi điểm. Hắn có phần do dự nhìn sang Lan Nhược, thấy nàng ấy mỉm cười giơ lên một ngón tay. Diệp Huyên lập tức nói, khởi điểm 10 triệu tạo hóa thần tinh. Không chỉ Lan Nhược mà những người khác cũng sửng sốt trước cái giá này. Bốn bể bỗng lặng phắc như tờ. Diệp Huyên thấy tình hình không đúng lắm, bèn đánh mắt sang Lan Nhược. Nàng ấy chần chừ rồi dùng huyền khí truyền âm, ý ta là 1 tỷ. Diệp Huyên cứng đờ cả người, chợt nhận ra mình đã đánh giá thấp đạo kinh rồi. Lan Nhược tiếp lời, đạo kinh là chí bảo đạo môn, đây lại còn là quyển thứ 8. Mức độ quý giá của nó không thể được đo bằng tiền tài nữa rồi. 1 tỷ đã là thấp. Diệp Huyên bỗng cảm thấy xấu hổ. Lan Nhược liếc hắn một cái, cao giọng hô lên, 100 triệu. Có nàng ấy lên tiếng, bầu không khí mới trở lại bình thường. Một ông lão khàn giọng kêu lên, 200, 300, 500. Mức giá được đẩy lên càng lúc càng cao. Diệp Huyên có đôi phần kích động, Lan Nhược nói đúng, hắn đã đánh giá thấp đạo kinh rồi. Giá cả được đẩy lên cao hơn nữa, chẳng mấy chốc đã đến 1 tỷ mốt viên tạo hóa thần tinh. Diệp Huyên không khỏi câm lặng. Nếu ngần này tạo hóa thần tinh được đưa đến vũ trụ ngũ duy thì sẽ bồi dưỡng ra bao nhiêu cường giả đây? Quả nhiên mình vẫn còn nghèo lắm. Hắn quyết định rồi, chừng nào nghiên cứu xong quyển đạo kinh thứ 9 thì sẽ mang nó đi đấu giá. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, 3 tỷ. Con số này khiến bốn bề trở lại an tĩnh. Diệp Huyên nhìn về phía người lên tiếng, chỉ thấy đó là một ông lão mặc trường bào màu đen, không thấy rõ gương mặt. Lan Nhược cũng liếc qua, truyền âm cho Diệp Huyên, cổ tộc, rất mạnh. Diệp Huyên gật đầu rồi hỏi, còn có ai ra giá cao hơn vị tiền bối này không? Không ai lên tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 127.